Chào mừng mọi người đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn nghe chuyện mỹ công khanh của tác giả Lâm Gia Thành. Chương một Tội gì? Lại là một đêm trăng tròn. Trong lầu các, sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, sáp nến nhỏ giọt trồng chất, bóng người gắn bó bên nhau. Trần Dung ngơ ngác đứng ở dưới tảng cây, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người đang gắt cao dán vào nhau kia, môi của nàng, không biết từ lúc nào đã mím chặt lại trong ánh đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười đùa không ngừng truyền đến. Tiếng cười kia vui vẻ như thế, rực rỡ như thế, giống như trong cuộc sống không hề có thống khổ, cũng giống như hoa tươi nở rộ khi xuân sang. Một giọng nói mềm mại đột ngột truyền đến từ phía sau lưng nàng, là ngươi sao? Không phải lang quân đã bỏ ngươi rồi sao? Tại sao ngươi còn ở đây? Đúng rồi, đúng rồi, cũng vì ngươi khổ sở khóc lóc cầu xin, lang quân mới đáp ứng cho ngươi ở lại mấy ngày câu nói ác độc vừa thốt ra hương thơm bay tới một thân ảnh kiều nhỏ đứng ở bên cạnh trần dung nàng ta theo ánh mắt của trần dung nhìn lại khi trông thấy hai bóng hình dựa sát vào nhau trong lầu cát khóe miệng của nàng ta cũng mím lại có điều dù trong mắt tràn đầy ghen ghét nhưng khi nhìn thấy trần dung ngây ra như phỗng thì lại chuyển thành vui sướng tiếng cười nói mềm mại lại vang lên A à, kia không phải là tộc tỷ của ngươi sao? Khi ngươi trăm phương nhìn kế tiễn nàng ta đi để lang quân cưới ngươi làm thê, nhất định thật không ngờ, không phải của ngươi cuối cùng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Có một ngày tộc tỷ của ngươi đã trở lại, vẫn cướp lại thứ vốn thuộc về nàng ta đúng không? Mỹ nhân kiều nhỏ chật chật liên thanh, nàng ta cười nói, tính kế đủ đường, lại nhận lấy kết cục bị bỏ rơi. Trần Thị A Dung ta thấy là ngươi nên dùng lửa tự thiêu để quên đi cho rồi. Mỹ nhân kiều nhỏ thốt ra một câu lại tiếp một câu, khí thế bức người, hết sức ác độc. Cũng mặc kệ nàng ta chào phúng nói móc thế nào, người trước mắt luôn cùng nàng ta đối địch nhiều năm vẫn không hề hé răng. Giờ khắc này, Trần Dung vẫn luôn mạnh mẽ âm độc tự hồ biến thành một người khác. Nàng chỉ si ngốc ngơ ngác nhìn bóng người gắn bó sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, vẫn không nhúc nhích, mặt xám như cho tàn. Mỹ nhân kiều nhỏ thấy nàng không mở miệng, khanh khách cười nói, đúng rồi, nghe nói sau khi lang quân cưới ngươi vào cửa vẫn không hề gần gũi ngươi. Chật chật, uổng cho Trần Thị A dung tài mạo song toàn lại có thanh danh, vậy mà vẫn bị bỏ, lang quân khinh thường nhất chính là ngươi mà. Một câu này giống như một lưỡi kiếm, đâm vào trái tim của Trần Dung máu chảy đầm đìa. Bỗng nhiên, Trần Dung vẫn ngơ ngác ngây ngốc đột ngột xoay người lại. Trong ánh mắt thẫn thờ của nàng mang theo âm trầm khiến cho người ta kinh hãi, trong nháy mắt khi mỹ nhân kiều nhỏ kia đối diện với ánh mắt của nàng, nàng ta kìm lòng không được lui về phía sau vài bước. Trần Dung bước một bước hướng về phía mỹ nhân kiều nhỏ. Mỹ nhân kiều nhỏ cả kinh, nàng ta vừa lui về phía sau, vừa vội vàng kêu lên, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trần Dung đối mặt với mỹ nhân kinh hoàng thất sắc, lạnh lùng tươi cười, không biết từ lúc nào, nàng đã khiến mỹ nhân này dựa sát vào một thân cây rong. Ngay lúc mỹ nhân kiều nhỏ kia sợ tới mức thét chói tai, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, đinh một tiếng, một thanh đoàn kiếm sượt qua tóc mai của nàng ta, nặng nề cắm phập vào trong thân cây, lún sâu ba phân. À, mỹ nhân kiều nhỏ kinh hãi hét ầm lên. Câm miệng. Trần Dung nặng nề quát, tiếng quát này, cực kỳ lạnh lẽo, sát khí mười phần. Mỹ nhân kiều nhỏ dùng mình, quả thực nhanh chóng bịt chặt miệng. Trần Dung nhìn nàng ta chầm chầm, dưới ánh trăng, hai mắt nàng đen lay láy, sâu thẳm như loài sói. Nàng nhìn nàng ta chầm chầm, nói một cách lạnh lùng, vốn một kiếm này của ta là muốn giết ngươi. Có điều suy nghĩ một chút, lô mỹ nhân ngươi luôn thích giả bộ, xưa nay lại được hắn coi trọng giữ ngươi lại, vẫn có thể khiến vị tỷ tỷ kia của ta thêm chút nhọc tâm. Trần Dung nói tới đây, xoẹt một tiếng rút đoàn kiếm về. Kiếm mới vừa thu vào tay áo, một loạt tiếng bước chân rồn dập truyền đến, vài hộ vệ lớn tiếng hỏi. Người nào ở đây? Có thích khách sao? Không có việc gì. Hai nữ nhân đồng thời đáp trả một câu. Chúng hộ vệ lúc này cũng thấy rõ hai nàng, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, thối lui về phía sau. Trần Thị cùng Lô Mỹ Nhân luôn luôn bất hòa, hai người chỉ cần ở cùng một chỗ thì sẽ vô cùng náo nhiệt, bọn họ đã quen rồi. Nhóm hộ vệ vừa lui xuống, Trần Dung vung tay áo dài, xoay người rời đi. Lô Mỹ Nhân nhìn bóng dáng nàng đi xa, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Nàng ta run rẩy, giờ khắc này lại nghĩ rằng người kiêu ngọa giống như Trần Thị lại có thể lưu luyến si mê một nam nhân vô tình như lang Quân, cũng là kẻ đáng thương. Nghĩ đến đây, Lô Mỹ Nhân thở dài một tiếng, nàng ta hết hứng thú đi về phía sân viện của mình. Lô Mỹ Nhân mới bước vào sân, đột nhiên nghe thấy ở đông viện có một tiếng nổ lớn. Nàng quay phát đầu lại, đã thấy phía đông khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa le lói. Đi lấy nước, đi lấy nước mau. Từng đợt tiếng kêu to, Tiếng bước chân chạy gấp, trái tim của Lô Mỹ Nhân nhảy nhót, ngay cả áo khoác cũng không cần phủ thêm, liền vội vã chạy về phía Đông viện, đó là sân viện của Trần Dung, lấy tính cách cương liệt tàn nhẫn của nữ nhân kia, nói không chừng thực sự nghe lời của mình, châm lửa tự thiêu rồi. Khi Lô Mỹ Nhân vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn về phía chính điện, lang quân của nàng ta và phu nhân mới cưới cũng đang đi về phía này. Ba người đồng thời đi tới Đông viện, Vừa mới bước vào cửa viện, đột nhiên, một tiếng cười điên cuồng truyền đến, trong tiếng cười khàn cả giọng kia hàm chứa đau cùng hận khôn cùng, mang theo cả chút hối hận. Lô mỹ nhân đi lên vài bước, vừa ngẩng đầu, gương mặt trở nên trắng bạch như tuyết. Trong tiếng lạch phạch, lầu các phía đông đã sập xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có mặt tường ở phía tây còn đứng vững, nhưng cũng đang lắc la lắc lư, khói đặc cuồn cuộn phủ đầy toàn bộ sân trong ánh lửa quay cuồng nữ nhân mặc quần áo lụa mỏng tóc dài dối tung ngửa mặt lên trời cười to kia không phải là trần dung sao nàng nàng thật sự làm như thế sắc mặt lô mỹ nhân tái nhợt nàng ta lảo đảo lui về phía sau một bước lúc này một cảm giác thương hại cùng bi thương khó có thể hình dung dâng trào trong lòng nàng ta đột nhiên nàng ta nghe thấy bên cạnh truyền đến mệnh lệnh của lang quân cứu người cứu người sau đó nàng ta lại nghe thấy lang quân hỏi mọi người tại sao lại bốc lửa là phu nhân không là trần thị bảo chúng hạ nhân lui xuống tự mình phóng hỏa vẻ mặt lang quân lộ rõ kinh sợ y vội vàng quay đầu nhìn về phía trần dung trong biển lửa giọng nói lạnh lùng vang lên trong trời đêm trần dung nàng tội gì phải làm như vậy toàn bộ ánh lửa đỏ hồng chiếu thẳng vào giữa không trung trên gương mặt tuấn mỹ uy nghiêm kia của lang quân mang theo một chút kinh ngạc khó có thể che giấu trong biển lửa trần dung không trả lời nàng chỉ nhìn lang quân không rời mắt điên cuồng mà cười to nàng ngửa đầu mở rộng hai tay tiếng cười khàn khàn dường như ca hát lại dường như khóc lớn một ngọn lửa liếm lên thân thể nàng tiếng cười của nàng mang theo đau đớn càng vang dội càng điên cuồng thấy thế lang quân nhíu mày y hất tay lên lạnh lùng quát nếu nàng ta muốn chết thì cứ thành toàn cho nàng ta đi nói tới đây y vung tay áo dài không chút nào để ý xoay người rời đi bỏ mặc nữ nhân dần dần bị lửa cháy cắn nuốt ở lại sau lưng lô mỹ nhân kinh ngạc nhìn bóng dáng tuyệt tình của lang quân giờ khắc này cảm giác lạnh lẽo thấu xương xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng ta nàng ta vội vàng xoay người nhìn về phía trần dung thấy nàng càng thêm dùng sức cười to. Nhưng tuy đang cười, Lô Mỹ Nhân tinh tường nhìn ra, hai hàng lệ như chân châu theo gương mặt của Trần Dung chảy xuống, từng giọt rơi vào trong biển lửa, hóa thành cho tàn. Nàng ta rõ ràng nhìn thấy, Trần Dung rơi lệ điên cuồng cười to, dần dần chuyển thành cười khẽ, chào phúng đau đớn, Lô Mỹ Nhân nghe thấy Trần Dung nói ra từng tiếng, tội gì? Tội gì? Tội gì? tiếng cười càng ngày càng nhỏ, dần dần chuyển thành hư vô. A à, tiếng thét chói tai xé rách bầu trời đêm, trên tháp, Trần Dung ngồi thẳng dậy, tay vỗ vỗ ngực, thở dốc từng chút một. Sau khi hồn hền một lúc lâu, nàng bước xuống tháp, nương theo ngọn đèn nhìn về phía gương đồng trên án. Trong gương đồng là một tiểu cô nương, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, giờ này khắc này, trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, trong ánh mắt mở lớn còn lưu lại hoảng sợ điên cuồng nàng chậm rãi dơ lên ống tay áo lau đi mồ hôi trên mặt. gian bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rồn rập hỗn độn một giọng nói ôn nhu thân thiết từ phía ngoài cửa phòng đóng chặt truyền đến. a à dung lại gặp ác mộng sao? trần dung xoay người nàng hít một hơi trả lời hiện đã không sao rồi. sau cửa một phụ nhân ló đầu vào bà hướng tới bóng dáng của trần dung tinh tế xem xét thấp giọng khuyên giải an ủi. Phía nam có người của tộc chúng ta, A à, Dung đừng lo lắng quá nhiều. Ta biết, lui ra đi. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Trần Dung lại dùng tay áo lau mồ hôi, xoay người đi đến trước bàn trang điểm, ngồi đó đối diện với gương đồng. Trong gương đồng, tiểu cô nương xinh đẹp ngây ngô kia đang mở to một đôi mắt đen láy nhìn lại nàng. Khóe miệng Trần Dung chậm rãi cong lên, lộ ra hàm răng trắng xinh đều đặn, nàng nhẹ nhàng nói: đã là dĩ vãng, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa, đúng không?" Người trong gương cũng đáp lại nàng một mỉm cười sáng lạn. Nhìn ngắm nụ cười này, Trần Dung có vẻ thực vừa lòng, nàng đứng lên, cầm lấy lược sừng trâu ở trên bàn, chậm rãi chải vuốt tóc dài hỗn độn. Nàng ở trong gương đồng mới chỉ tầm 14, 15 tuổi, còn chưa nảy nở, gương mặt ngây ngô lộ ra minh diễm. Nàng đã quay trở lại quá khứ. Mọi điên cuồng mọi lưu luyến si mê, mọi khăng khăng một mực, mọi hận thù đau đớn, chỉ vừa mới tỉnh lại, đã biến thành ký ức. Dù thân thể đã trở lại độ tuổi 15, nàng vẫn còn dành mạch nhớ rõ những gì đã trải qua. Nàng vẫn là nàng, tất cả đều không biến đổi. Biến đổi chỉ có thời gian, ông trời vui đùa với nàng, để nàng trở về thời điểm mọi việc đều chưa hề phát sinh. Một năm này, nàng cùng với mọi người dân Bình Thành, bởi vì ngọn lửa chiến tranh đành phải xúc tiến trở về phía nam, trở về với bản tộc, sau đó gặp phải ma chướng của đời mình. Có điều, hiện tại không phải là ma chướng nữa rồi. Trần Dung cười với mình trong gương đồng, nàng vươn tay vỗ về mặt mình, khẽ nói, trước kia là ngươi khăng khăng một mực, làm chuyện ngu xuẩn. Nếu ông trời lại ban cho ngươi một cơ hội, vậy ngươi phải là người điều binh khiển tướng trong ván cờ mới này, Trần Dung, ngươi nói đúng hay không? người trong gương đáp lại nàng một nụ cười tươi tắn. Chương 2, kẻ tiểu nhân. Bên ngoài màn cửa sổ bằng lụa mỏng, bầu trời cao xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vài vì sao thản nhiên treo trên bầu trời, có vẻ thập phần tịch liêu. Trần Dung rời mắt khỏi gương đồng, ngắm nhìn bầu trời đêm, đến khi không chớp mắt một lúc lâu, nàng mới nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tĩnh lặng chờ thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này, Mỗi lần bừng tỉnh lại từ trong ác mộng tái diễn chuyện cũ, nàng luôn ngồi yên đến bình minh như thế. Không phải vì hoài niệm, cũng không phải bởi vì hận thù quá sâu sắc, mà là bởi vì nàng thích yên tĩnh ngồi như vậy, có thể ngắm nhìn bầu trời, có thể một lần nữa nếm trải niềm vui khi được sống lại. Dần dần, sương sớm lờ mờ bao phủ trời đất, dần dần, có một hai tiếng người nói vang lên trong không trung tươi mát. Giọng nói đó Ban đầu chỉ có một hai người, sau đó càng ngày càng nhiều, rồi chuyển thành ồn ào. Tiếng bước chân vang lên, giọng nữ trung niên ôn nhu thân thiết tối hôm qua truyền đến, "A à Dung, đã dậy chưa?" Trần Dung ngồi lên, nói, "Ta dậy rồi." Giọng nữ trung niên vội vàng nói, "Tiến vào, hầu hạ A Dung rửa mặt." Cửa cót kết một tiếng, một tỷ nữ bưng chậu nước đi vào trong phòng, phụ nhân trung niên cũng đi đến phía sau Trần Dung giúp nàng chải tóc. Phụ nhân trung niên có gương mặt tròn trịa, đôi mắt rất nhỏ, trên gương mặt luôn mỉm cười lộ ra tính cách an hòa hiền lành. Bà cẩn thận nhìn Trần Dung một cái, nói: người hầu đều đang chuẩn bị, lúc nào cũng có thể xuất môn. Trần Dung ươm, mộ tiếng. Phụ nhân trung niên thấy sắc mặt nàng bình thản, buông lòng tâm tư, tiếp lời: a à Dung, nơi này không còn ở được nữa đâu, phải đi về phía nam thôi so với các đại gia tộc khác trần gia chúng ta vẫn tốt hơn nhiều dù sao ở phía nam chúng ta vẫn còn có tri tộc trần dung lại ươm mộ tiếng phụ nhân trung niên thấy thần thái của nàng nhẹ nhàng vẻ mặt cũng không hoảng hốt giống như hai ngày trước trong lòng mừng rỡ còn nói thêm a à dung hiểu được chưa tối hôm nay hẳn sẽ không gặp ác mộng nữa chứ trần dung gật gật đầu lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam tử trung niên a à, dung hành trang đã chuẩn bị xong rồi khi nào thì lên đường nghe tiếng nói quen thuộc này trần dung đột nhiên hỏi hôm nay là ngày gì nam tử trung niên giật mình hồi đáp là ngày xấu ngày xấu trần dung đứng lên ngày xấu đúng rồi nửa đêm ba ngày sau nàng sẽ nhanh đón kiếp nạn đầu tiên trong lúc phụ nhân trung niên đang kinh ngạc nàng lại chậm rãi ngồi xuống người là ngô thúc sao ngoài cửa nam tử trung niên kia càng kinh ngạc hắn lớn tiếng đáp đúng vậy ta là ngô thúc a à, dung con làm sao vậy nói xong hắn lập tức đẩy cửa phòng ra để lộ gương mặt tái nhợt gầy yếu trên cằm có mấy chòm râu thưa thớt xuất hiện ở trước mặt trần dung lúc này trần dung đang rửa mặt trải đầu một nam tử đã lớn tuổi như hắn cứ thế đẩy cửa mà vào, thật sự là thất lễ. Trần Dung ngẩng đầu nhìn lại nam tử trung niên kia. Sống lại lần nữa, nàng mới có thể từ gương mặt thoạt nhìn nhã nhặn hiền lành này nhận ra vẻ ngoan độc được che giấu kỹ. Người trước mắt vốn là một kẻ sĩ khi phụ thân nàng Chu Du bên ngoài cứu mạng mang về. Cho tới nay, hắn được phụ thân coi như bằng hữu, cùng kính giữ lại ở trong phủ còn yêu cầu nàng cùng phó dịch trong phủ đều gọi là ngô thúc. Nhưng chính người này lại cấu kết với đạo tặc, buổi tối một ngày trước khi chuẩn bị đi về phía nam đã phá cửa mà xông vào, cướp bóc toàn bộ gia tài nhà nàng không còn sót lại chút gì rồi bỏ trốn mất dạng. Nếu không phải phụ thân còn bí mật giữ lại một chút vàng lá ở trong thư phòng, nàng đã không thể đến được phía nam, sớm đã trở thành khất cái mất rồi. Trần Dung nhìn chằm chằm ngô thúc, chầm chậm nói, buổi chiều lên đường. Cái gì? Buổi chiều lên đường. A à Dung, vì sao không chờ thêm mấy ngày? Trần Dung âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng bình tĩnh quát, ta nói, buổi chiều liền lên đường. Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, xưa nay không có chút ảnh hưởng, nam tử trung niên kia nhìn về phía nữ nhân trung niên ở phía sau nàng, kêu lên, bình ẩu, theo cách gọi của người Trung Quốc, ẩu nghĩa là bà già, bà lão, ta nghĩ đây là nhũ mẫu của Trần Dung, ẩu đã nói gì với A Dung đúng không? Chuyển về phía Nam là đại sự, làm sao có thể nói đi là đi được? Nói tới đây, hắn nhớ tới một chuyện, giọng nói cất cao, lớn tiếng hỏi, huống chi, đã mấy đêm A Dung gặp ác mộng, nếu thân thể không thoải mái, vì sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày? Phụ nhân có gương mặt hiền lành vội vàng tiến lên, nói với Trần Dung, nữ lang, đây là cách xưng hô ở thời đại này, có thể hiểu là tiểu thư, lời của ngô thúc có lý. Bà vừa mở miệng, Trần Dung liền ngắt lời bà, quát, ta nói, buổi chiều lên đường. Ngô thúc đang muốn phản bác, nhưng khi đối diện ánh mắt đen lái sâu không lường được của nàng, không biết vì sao bỗng dùng mình một cái, lời vừa muốn thốt ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Trần Dung thu hồi ánh mắt, ra mệnh lệnh, đóng cửa phòng lại. Ngô thúc sừng sốt, mãi mới hiểu ra là nàng nói với mình. Hắn ngơ ngác đóng cửa phòng, trong lòng cảm thấy bất an. A à Dung làm sao vậy? Sao lại thay đổi nhiều như thế? Ngô Thúc vừa rời khỏi, Trần Dung liền đi tới thư phòng. Trong thư phòng bầy đầy thẻ tre thật dày cùng sách lụa. Trước kia, sau khi gia tài bị Ngô Thúc cấu kết với đạo tặc cướp bóc không còn chút gì, lúc cùng đường nàng nhớ tới lời phụ thân từng nói qua, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, phải chạy tới thư phòng ngay. Nàng ở trong thư phòng điên cuồng mà khóc lóc một lúc, trong lúc vô ý phát hiện trong thẻ che sách lụa có giấu một số lượng vàng lá. Cũng nhờ số vàng lá này, khiến nàng sống lại từ trong tuyệt vọng. Bên ngoài tiếng động ồn ào không dứt bên tai, đó là nhóm phó dịch nô tỳ đang vội vàng thu dọn. Hiện tại các sân viện đã sắp xếp gần xong, lập tức sẽ chuyển đồ tới thư phòng. Tiếng nói chuyện của những người đó ồn ào náo động, tiếng nhóm thất phu lỗ mãng kêu la, thật đúng là êm tai. Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra đây? Trần Dung chậm rãi ngồi xuống tháp, tiện tay mở ra một quyển sách lụa, tai lại đang chuyên chú lắng nghe đủ loại tiếng động tràn ngập sức sống kia. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng kêu to từ ngoài cửa truyền đến. "A à, Dung đang ở thư phòng sao?" Tôn lão đến đây là giọng nói của Ngô Thúc. Gương mặt Trần Dung trầm xuống, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao, ngay cả tôn lão cũng mời đến. Tiếng kêu to của Ngô Thúc lại truyền đến. Bình ẩu, A Dung ở thư phòng sao? Sau khi tôn lão biết sức khỏe nàng không tốt liền tới thăm. Ẩu mau mau báo cho A Dung biết, để nàng ra nghênh đón. Trần Dung đứng lên, trước khi bình ẩu trả lời nàng thanh thúy đáp, đến đây. Dứt lời, nàng đẩy cửa thư phòng ra. Ở cửa viện, có một lão nhân dâu dài đứng đó, chính là tôn lão, trước khi phụ thân của nàng đi đã dặn qua tôn lão, nhờ lão chiếu cố quản giáo Trần Dung. Trước mặt lão nhân này, nàng không quyền nói năng gì nhiều. Trần Dung liếc mắt nhìn ngô thúc mang theo vẻ mặt đắc ý, cúi người thi lễ, gặp qua tôn lão. Tôn lão gật gật đầu, lão đi đến trước mặt Trần Dung, nhìn từ trên xuống dưới. Nghe nói hàng đêm con gặp ác mộng, đã thỉnh đại phu chưa? Trần Dung lắc đầu, đáp, dạ chưa. Tôn lão nhíu mày, ngô thúc thấy thế, lập tức đứng ở một bên nói. Lão trượng người mau khuyên nhủ A à Dung, trong tình huống này, lại nói cái gì qua giữa trưa thì khởi hành. Đi về phía nam, đường xá xa xôi cỡ nào? Nếu xuất hiện một chuyện không ổn gì đó, chẳng phải là hối hận không kịp sao? Tôn lão gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía bình ẩu đứng phía sau Trần Dung, nói. Bình ẩu, thỉnh nữ lang của ngươi vào phòng, ba ngày sau sẽ khởi hành. Vâng. Tôn lão lại chuyển sang dặn dò nhóm nô tỳ chung quanh. Việc này không thể coi là trò đùa. Các ngươi trông chừng A Dung, nếu nàng lại đùa giỡn, tính tình bướng bỉnh, liền khóa nhốt nàng lại. Vâng. Còn không mau mời đại phu đến. Vâng. Tôn lão ra mệnh lệnh một câu lại tiếp một câu, vừa nói xong, vung tay áo dài, xoay người rời đi. Ngô Thúc hướng tới đám người Trần Dung liếc mắt một cái, trong lúc không ai chú ý liền cười đắc ý, cất bước đuổi theo Tôn lão. Chương 3: Tán bớt tiền tài. Nghe Tôn lão nói như thế, tất cả mọi người trong sân viện vốn đang bận rộn đều dừng động tác, bọn họ ngẩng đầu nhìn Trần Dung, chờ nàng đưa ra chỉ thị. Trần Dung trầm tư một lát, ngẩng đầu nói với xung quanh, triệu tập gia đinh nô tỳ trong phủ, nói ta có việc phân phó. "Vâng." "Bình ẩu, ngươi dẫn người chuyển mọi tài vật đến sân viện đi." Bình ẩu ngây ngốc nhìn Trần Dung, đến khi nàng lặp lại một lần nữa, bà mới đáp, "Vâng." Lúc này trong lòng của bà tràn ngập kinh dị, mấy ngày nay nữ lang thay đổi quá nhiều, không thể hiểu nổi nàng muốn làm chuyện gì tuy rằng trần phủ chỉ có một chủ tử như trần dung nhưng những năm qua phụ thân của nàng đảm nhiệm chức thị trung chức quan nhỏ phụ trách giám sát việc trị an trong thành trấn ở bình thành tuy chỉ là quan bát phẩm nhưng cũng tích lũy không ít tài vật khi phụ huynh trần dung rời đi từng mang theo rất nhiều tài vật những gì còn sót lại kia cũng được nhồi vào toàn bộ sân viện rồi ở thời đại này vàng cũng vậy mà tiền đồng cũng thế đều khó có thể lưu thông rộng rãi tiền chân chính khiến thế nhân thở phụng là vải vóc lương thực. Tại thời kỳ ăn bữa hôm lo bữa mai, chiến loạn thường xuyên xảy ra, phương thức giao dịch lấy vật đổi vật là được lưu hành nhất. Chỉ trong vòng một khắc, tất cả nô bộc tỳ nữ đã đứng chặt cả sân. Tôn lão còn chưa rời đi, lão cùng với ngô thúc đứng ở một gốc cây rong cao lớn, tò mò nhìn về phía Trần Dung. Trần Dung ngồi lên tháp mà bình ẩu chuẩn bị cho nàng, nàng tùy ý liếc mắt nhìn mọi người, hỏi xung quanh, trong phủ có tất cả bao nhiêu người? Thưa, 73 người. Trần Dung gật gật đầu, nàng bưng lên chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm tuy rằng nàng mới chỉ 15 tuổi, nhưng cộng thêm mười mấy năm kiếp trước tu dưỡng nên khí khai phu quý, khiến từng cử chỉ của nàng đều có vẻ ung dung khéo léo. Tôn lão đứng một bên khẽ gật đầu, lão giật mình thầm nghĩ, nghe nói Trần Thị là công khanh thế gia trăm năm, gia tộc có dòng dõi quý tộc lâu đời. Quả nhiên không phải là giả. A à Dung chỉ là một thư nữ trong phân nhánh của tộc, phụ thân lại là con vợ kế, tuổi nàng còn nhỏ, vậy mà đã bộc lộ tư thái quý khí kim mã ngọc đường. Đây chính là huyết thống cao quý của Trần Thị. Trần Dung nhấp một ngụm rượu, không chút để ý đảo mắt nhìn mọi người trong sân, thản nhiên nói: Chiến loạn buông xuống. Trần Thị mang theo cả nhà đi về phía nam. Nếu nguyện ý rời khỏi Trần Thị, tự tìm kế sinh nhai, mỗi người một khúc vải, năm đấu gạo. Nguyện ý đi theo ta, cũng một khúc vải và năm đấu gạo. Lời này vừa thốt ra, tức thì khắp nơi tĩnh lặng. Ngô Thúc kinh hãi, hắn kìm lòng không được bước lên một bước, nhưng chân vừa nâng lên, dù thế nào cũng không thể đặt xuống, hắn dựa vào cái gì để ngăn cản? trần dung thấy mọi người nửa ngày đều không có động tĩnh quay đầu nhìn về phía bình ẩu nhíu mày gọi ẩu giọng nói cất cao bình ẩu há hốc miệng ngốc lăng nhìn trần dung khi vừa đối diện với hai mắt đen láy sâu kín của nàng bà bừng tỉnh lại vội vàng tiến lên phía trước không thể không thể a à dung vải gạo trong phủ vốn cũng không nhiều lắm không thể phân chia đâu trần dung thản nhiên nói thiếu thì dùng bạch túc thay thế cái này mình không rõ là gì, không biết có phải là một loại lương thực hay không. Nhưng mà, nhưng mà trong phủ chỉ có số gia tài này, phân cho mấy chục người, tài vật của Trần phủ cũng chẳng còn bao nhiêu. Bình ẩu gấp gáp, bà kêu lên, trên đường ngàn dặm xa xôi, lại rất dễ xảy ra nhiều chuyện. Cho dù thuận lợi đến được phía Nam, nữ lang không có tài vật sao có thể sinh tồn. A à Dung đại nhân cùng huynh trưởng của người đến nay bặt vô âm tín, người không thể quản gia thì cũng không thể tán bớt gia tài đi được. Lời nói của Bình ẩu tràn đầy lo lắng, quả thật là tâm trạng của một trung phó, hạ nhân trung thành. Nhưng bà cũng không ngẫm lại, bản thân mình chỉ là một nữ nhi yếu đuối, trong phủ lại không có mấy chục hộ vệ dũng mãnh, sao nàng có thể giữ lại được số gia tài này đấy. Dù hôm nay không chia bớt ra, trên đường đi đến phía nam, Lộ trình gần ngàn dặm, nàng cứ như vậy mang theo hơn 10 cỗ xe ngựa rêu rao mà đi qua, không biết sẽ bị bao nhiêu người nghèo khó để ý, tới khi đó, đừng nói là gia tài, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Có một lần, bản thân chỉ mang theo chút vàng lá này, bởi vì vài lần lộ ra mà bị kẻ bắt cóc trông thấy, suýt nữa thì mất mạng. Trần Dung chuyển mắt nhìn chúng phó, vừa liếc mắt một cái, nàng trông thấy vẻ mặt mọi người lo lắng giống như bình ẩu. Về phần các nô tỳ khác, lúc này đều đè nén vui mừng, khẩn trương nhìn nàng, bọn họ sợ nàng đổi ý. Khi Trần Dung thu hồ ánh mắt, ánh mắt khẽ đảo qua ngô thúc, cùng với mấy tạp dịch trẻ tuổi đứng ở trong đám nô bộc. Vừa đảo qua, trên mặt của nàng hiện lên ý lạnh. Lắc lắc đầu, Trần Dung thản nhiên nói, ẩu, tiền tài là giả, vật cũng vậy. Bây giờ là thời loạn lạc, các ngươi có vải vóc và gạo, cũng tốt hơn một chút. Nàng không muốn nói gì nữa, vung tay phải lên, lớn tiếng gọi, "Ngô Thúc." Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Ngô Thúc. Vừa nhìn qua, không ít người nhíu mày, Bình Ẩu liền dắt cổ họng kêu, "Ngô Thúc, A Dung đang gọi thúc đó." Lúc này biểu tình của Ngô Thúc đặc biệt cổ quái, sắc mặt của hắn xanh tím, trong sự giận dữ lại mang theo một chút kinh hoàng, bàn chân kia dường như còn dừng lại giữa không trung cũng không biết hắn là muốn bước về phía trước hay là muốn lui về phía sau. quái, hắn dơ chân như vậy mà không thấy mỏi sao? ánh mắt của mọi người rốt cục làm cho Ngô thúc phục hồi tinh thần. hắn kinh ngạc đón nhận hai mắt Trần Dung. Trần Dung nhìn hắn chậm rãi cười, hai mắt híp lại. nàng Thanh Thúy nói: Ngô thúc, thúc là người biết chữ. toàn bộ người Bình Thành đều tán thưởng thúc công chính Liêm Minh thúc tiến lên đây một bước giúp a dung một tay ngô thúc ngơ ngác hỏi giúp con một tay hai mắt trần dung càng cong hơn nàng cười rất thoải mái cảm giác này hoàn toàn khác với ngày xưa khiến tôn lão luôn tự xưng là danh sĩ khinh thường đối với tiền tài liên tục gật đầu chỉ có gặp phải đại sự mới có thể thấy rõ bản tính một người ta vốn nghĩ rằng hành động tán bớt tiền tài của a dung là đùa giỡn hiện tại xem nàng vui vẻ như thế đúng là thực đạm bạc hai từ này thực không hồ là họ trần trần dung thoải mái trong ngữ khí thanh thúy mang theo hào khí kêu lên đúng vậy a dung thỉnh ngô thúc chủ bút phân chia tài vật thúc làm người công chính nhất định có thể khiến mọi người tâm phục trần dung nói tới đây mày khẽ nhướn có chút kinh ngạc lớn tiếng kêu lên ngô thúc ngô thúc tại sao thúc sợ run như thế hay là thúc không muốn ngô thúc vội vàng dặn ra một nụ cười hắn nuốt nước miếng mặt trắng bệch lúng ta lúng túng nói tất nhiên là ta nguyện ý nguyện ý mà như thế sao thúc còn không tiến lên đây cũng không còn sớm nữa rồi vâng vâng ta tiến lên đây khi ngô thúc cứng ngắc bước lên phía trước tiếng thở dài của tôn lão vang lên phía sau hắn Ngô Dương a à, Ngô Dương, nữ tử còn coi tiền tài là cạn bã. Ngươi là kẻ sĩ, tại sao sắc mặt lại tái mét, hành động căng thẳng, hai mắt vô hồn như thế? Ai? Ngươi đúng là thua xa nàng mà. Con người ở thời đại này luôn thích bình luận, trường giả mà đưa ra nhận xét, thường thường có thể ảnh hưởng đến cả đời một con người. Giờ phút này lời của tôn lão vừa thốt ra, trên gương mặt gầy gò của Ngô Dương trong xanh trắng lộ ra khí đen. Ngô Dương chậm chập đi tới bên cạnh Trần Dung. Trần Dung đứng lên, nàng lấy tay áo che miệng, không chút để ý ngáp một cái, nói: "Tiền tài phân chia cho tốt, chưa vị muốn đi hay muốn ở lại xin cứ tự nhiên." Vừa nói, nàng vừa lười biếng đi về phía tầm phòng. Hơn 70 người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng mất tới một canh giờ Ngô Dương mới có thể phân chia xong. Đặt bút xuống, Ngô Dương đứng dậy trong tiếng cười vui của chúng phó hắn ngơ ngác nhìn từ đống tải vật ban đầu cao to như ngọn núi nhỏ giờ đã biến thành một số lượng ít ỏi chỉ cảm thấy bức chân hình như nặng nề ngàn cân trời à một nhóm người kia cũng không có ai ngồi không mà mấy thứ này cho bọn họ nhét kẽ răng cũng ngại không đủ nếu bọn họ trách tội ta ta còn có ngày lành gì nữa hắn ủ rũ ngay cả tôn lão hướng hắn cáo từ rời đi cũng không chú ý tới trong lúc hoảng sợ Hai mắt Ngô Dương lại sáng ngời, nghe nói trong Trần phủ còn có vật quý hiếm, có lẽ thứ đó có thể thỏa mãn bọn họ. Đang lúc Ngô Dương nghĩ như thế, trong tầm phòng truyền đến giọng nói thanh thúy của Trần Dung, "Ngô thúc, bình ẩu thượng tẩu, lão thượng, tẩu, chỉ lão nô bộc là nam tử." Ba người sừng sốt, đồng thời đáp, "Dạ." Còn có mấy người chưa rời đi? 15 người. Rất tốt. Nơi này ta có một vật cực kỳ bất phàm, muốn mời ba người các ngươi dẫn theo 15 người đi, đưa nó tới Vương phủ. Cứ nói rằng trong nhà phụ huynh không có ở đây, ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối thật sự khó có thể đảm đương. Nguyện lấy kỳ chân của gia phụ lưu lại để dâng tặng, chỉ cầu Trần phủ có thể bước vào đội ngũ của Vương phủ, đồng hành cùng bọn họ. Nói tới đây, cửa tẩm phòng kẹt một tiếng mở ra, cùng lúc đó một bảo vật ánh hồng lung linh, trong suốt, tuyệt vời Mỹ Luân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vừa thấy vật này, trước mắt ngô dương tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. chương 4, ném vỡ bảo vật. Toàn thân bảo vật này đều phát sáng, chính là một khối san hô cao ba thước, hình dáng giống như một thân cây. San hô sinh trưởng dưới đáy biển, rất khó lấy được, huống chi cây san hô trước mắt này lại trong suốt, không chút tì vết. Thật sự là bảo vật. Ngô Dương rốt cuộc nhịn không được, hắn tiến lên một bước, vội vàng kêu lên, "A Dung không thể, vạn vạn lần không thể." Hắn hô to gọi nhỏ, thấy ánh mắt Trần Dung nhìn mình có chút kinh ngạc, vội thu hồi thần trí, giải thích nói. Mới vừa rồi nữ lang đã phân tán đi hơn phân nửa gia tài, hiện tại trong phủ cũng chỉ còn lại mỗi bảo vật này là đáng giá, chẳng lẽ bảo vật cuối cùng đại nhân lưu lại A Dung cũng không giữ được sao? không nên dâng tặng nó ra ngoài mà. Ngữ khí của hắn có chút nặng nề mà thở dài. Nữ lang, thành ra thì khó mà bại ra thì dễ. Nếu làm việc này, chỉ sợ thế nhân đều nói con phá sản rồi mất. Phá sản? Trần Dung mở to mắt nhìn, trong ánh mắt đen láy ẩn hàm chút mỉa mai. Nàng vô tình đùa nghịch san hô cầm trong tay vừa làm động tác này, không chỉ là ngô dương, ngay cả đám người bình ẩu cũng vội thốt ra tiếng khóe miệng trần dung nhếch lên cực kỳ khinh thường nói tục vật mà thôi ngô thúc quan tâm quá mức rồi nàng không hề để ý tới ngô thúc nhìn hai người bình ẩu quát các ngươi nâng đỡ nó cũng không cần dùng lụa mỏng lập tức đưa đến vương phủ đi không dùng lụa che lại chẳng phải là mang đi triển lãm cho người người ngắm sao ngô thúc cả kinh kêu lên vạn vạn lần không thể trần dung liếc mắt tà nghễ nhìn hắn lạnh lùng hỏi vì sao không thể ngô thúc ngắc ngứ hắn lúng ta lúng túng sau một lúc lâu mới trả lời nàng bảo vật bực này sẽ dễ dẫn tới đạo tặc trần dung cười nàng híp hai mắt một bên đánh giá biểu tình của ngô thúc một bên lại lắc lắc san hô trong tay cực kỳ tùy ý nói đưa nó đến vương phủ nó chính là của vương gia nếu hấp dẫn đạo tặc cũng là vương gia hấp dẫn đạo tặc, đâu có liên quan gì đến ta. Mà cũng có liên quan gì đến khanh, từ cổ, cách xưng hô ngôi thứ hai một cách khách sáo, thường dùng để gọi người dưới vai vế thấp hơn. Mấy chữ cuối cùng, cũng không biết nàng cố ý hay là vô tình mà lại tăng thêm ngữ khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dương cảm thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, trên chán hắn mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Không được, Thứ này vạn vạn lần không thể để A Dung đem tặng đi, chết tiệt thật. Tiểu nữ từ sao lại quật cường như thế, phải làm thế nào để thuyết phục nàng đây? Ngay lúc Ngô Dương đau khổ suy nghĩ, Trần Dung hướng về phía mọi người trong sân kêu lên, đem khay trầm hương tới đây. San hô tinh mỹ như thế, há có thể nằm trên một khay gỗ tầm thường. À, Vâng, vâng. Vài nô bộc vội vàng đi vào chính sảnh nâng lên một cái khay nho nhỏ. Thứ này hoàn toàn được làm từ gỗ trầm hương. Đây cũng là một trong những vật có giá trị nhất của Trần Gia, cũng là thứ Ngô Dương sớm đã nhìn chúng. Lần này, Ngô Dương tức đến đỏ mắt, đặc biệt khi nhìn ra ngoài cửa có mấy bóng dáng lấp ló quen thuộc của đồng bọn, gương mặt của hắn trở nên đỏ hồng. Ngay lúc khay gỗ đó được nâng ra, Ngô Dương bước lên phía trước một bước, vườn tay cướp khối san hô ở trong tay Trần Dung. A à, thấy tình hình như thế, bốn phía đều vang lên tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, tay Ngô Dương đã chạm vào khối san hô. Kết quả thực nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn mạnh mẽ cướp đi như thế, vậy mà không cảm giác được Trần Dung chống cự. San hô vừa rơi vào tay, trên gương mặt đỏ gầy của Ngô Dương lộ ra một chút tươi cười. Tươi cười vừa mới hiện lên, ngay khi hai tay của Ngô Dương thu về, Trần Dung Nương theo lực kéo của hắn nghiêng người ngã qua một bên. Nàng ngã thì kệ nàng, nhưng tay áo dài nàng đang đặt dưới khối san hô kia lại bị vướng vào đó. Một ánh đỏ lấp lánh như tia chớp nảy lên ngay trước mắt. Dù là Trần Dung hay là Ngô Dương, đều không kịp kinh hô, chỉ thấy cả khối san hô hoa diễm chi cực, không chút tì vết nghiêng đi, nặng nề rơi xuống đất. Không Ngô Dương hét lớn một tiếng, hai tay đều vươn ra, cả người đều hướng về phía trước, ôm chặt khối san hô kia. Có lẽ là người bị bức đến đường cùng sẽ bộc lộ tiềm lực của bản thân, trong lúc khẩn cấp, hai tay của Ngô Dương đã đỡ được khối san hô. Hắn vội vàng thu hai tay lại, kinh hỉ hét lớn. Ta đỡ được rồi, ta đỡ được rồi. Trong tiếng kêu to hét lớn, Ngô Dương vội vàng đứng lên, nhưng hắn không chú ý, dưới chân không biết khi nào đã có thêm một vạt váy. Bước chân của Ngô Dương vừa mới dẫm lên vạt váy, liền nghe thấy Trần Dung rên một tiếng. Vốn trọng tâm của hắn đang không vững, hiện tại dưới chân bị vạt váy của Trần Dung vướng vào, cả người đều đổ về phía trước. Huỵch tiếng ngã nặng nề truyền đến, đồng thời một tiếng vỡ vụn thanh thúy cũng vang lên. Mọi tiếng động đều biến mất. Trong sân, mỗi người đều há to miệng, nhìn tư thế bị chó cắn chồng mông ngã xuống đất của Ngô Dương, Nhìn thấy hắn ngã sắp mặt xuống. Ở bên trái cơ thể hắn, mọi người còn có thể nhìn thấy khối san hô đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ to bằng bàn tay. Ngô Dương vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, dường như hắn đã chìm vào hôn mê, toàn thân cứng ngắc. Im lặng, vô cùng im lặng. Đột nhiên, giọng nói còn chút trẻ con của Trần Dung vang lên, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Ngô Thúc thương thay cho Thúc lưu lạc không có chỗ trú ngủ là gia phụ thu lưu thúc. Cổ nhân đã nói, ơn nghĩa đều không thể quên, trần gia ta đối với thúc đâu phải chỉ có ơn ban cơm canh chỗ chú ngủ. Thỉnh thúc nói cho ta biết, vì sao thúc nhất quyết cướp đoạt khối san hô này của nhà ta. Thà rằng khiến nó vỡ nát, cũng không nguyện ý để ta đem tặng cho vương gia. Giọng nói của tiểu cô nương, tại một khắc này, bởi vì lạnh lùng mà uy nghiêm vô cùng ngô thúc không đáp lời hắn vẫn không hề nhúc nhích cũng không biết là ngất thật hay không gương mặt trần dung bình tĩnh nàng quả quyết quát người đâu vâng ngô dương người này thân là kẻ sĩ nhưng lại thừa dịp phụ huynh của trần gia ta không ở đây mưu đồ tài vật của nhà ta hiện tại lại ném vỡ vật báu vô giá của nhà ta nay chư tộc sẽ đi về phía nam tới nha môn sẽ không có ai làm chủ tiểu nhân bực này không thể đưa tới quan phủ, các ngươi ném hắn ra khỏi trần phủ, tố cáo mọi hành vi cử chỉ của hắn với thế nhân. lúc này trần dung thể hiện vẻ nghiêm nghị, cũng không có ai dám cầu xin cho ngô dương. lập tức liền có vài người tiến lên nâng ngô dương dậy. bọn họ vừa mới nâng ngô dương lên, ngô dương đột nhiên mở to hai mắt, hắn căm tức nhìn trần dung, la hét nói, ngươi Ngươi chỉ là một nữ hài tử chết tiệt. Ngươi dám động vào ta? Ngươi dám động vào ta sao? Trong ánh mắt hắn bừng bừng ánh lửa, gương mặt gầy yếu đỏ hồng, lộ ra vẻ hung dữ. Lần này, đám người bình ẩu vốn đang thương cảm hắn đồng thời sinh ra một chút chán ghét. Người này ném vỡ vật báu vô giá của chủ nhân, thế mà còn không cảm thấy hổ thẹn, chẳng những giả bộ bất tỉnh, sau đó còn chỉ trích chủ nhân dõng rạc như thế xem ra hắn thật sự là đúng như lời a dung đã nói là người hiểm ác mà đối mặt với ngô dương đang giận dữ trần dung lại rất bình tĩnh nàng nhìn hắn trong ánh mắt không hề có bối rối ngay khi trong lòng ngô dương đang cả kinh vài người tráng kiện đã túm lấy hắn lôi kéo hắn đi làm cái gì vậy buông ta ra các ngươi mau buông ta ra ngô dương bối rối kêu to lên tay chân hắn động đậy muốn dãy rùa. Nhưng hắn chỉ là một kẻ sĩ văn nhược, không ai nguyện ý thả xuống, làm sao có thể dãy ra được. Sáu hán tử rắn chắc đè nặng hắn, giờ hắn lên giữa không trung, nâng ra phía cửa phủ. Đến tận khi ra tới cửa viện, Ngô Dương còn đang bối rối kêu to. Có điều tiếng kêu kia, từ lúc đầu là thóa mạ Trần Dung giờ biến thành khóc lóc cầu xin, cuối cùng biến mất không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, tiếng nói đều nhịp của sáu người từ bên ngoài truyền vào tai Trần Dung, tiểu nhân Ngô Dương này. Thừa dịp chủ Gia Lang Quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra ngoài, tiểu nhân Ngô Dương này. Thừa dịp chủ Gia Lang Quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra ngoài, tiểu nhân Ngô Dương này. Thừa dịp chủ Gia Lang Quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra ngoài giọng của sáu người vang dội. Đều nhịp kêu to ba lần rồi mới chấm dứt. Nghe tiếng nói bên ngoài càng ngày càng vang, càng ngày càng ồn ào, Bình Ẩu bước tới bên cạnh Trần Dung, thân thiết nhìn nàng, thấp giọng nói, "A Dung, đừng vội thương tâm." Dù sao vật ấy người cũng chuẩn bị đem tặng người ta mà. Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười với Bình Ẩu, nụ cười này cực kỳ sáng lạn. Trong lúc mọi người kinh ngạc, nàng thản nhiên nói, "Ta không có thương tâm." sao nàng lại có thể không thương tâm cho được? Phụ huynh nhà nàng không ở đây, một nữ hài tử như nàng có việc muốn nhờ cậy, bất luận kẻ nào thu lưu nàng đều là chuyện nên làm. Nhưng nàng cố tình muốn dâng tặng bảo vật quý hiếm để cầu một chuyện nhỏ, không nói là tặng cho vương gia thanh danh hiển quý, ngay cả là cự phú trong thành, cũng không có người nào dám thu nhận, dù là ai đều sẽ bị tổn hại đến thanh danh. Sở dĩ nàng lấy ra khối san hô, đó là muốn ném nó vỡ nát. Thật không ngờ Ngô Dương đó thật đúng là thức thời, cứ thế chủ động gánh lấy trách nhiệm. Bình ẩu cảm thấy kinh dị ở một bên hỏi, vì sao nữ lang không thương tâm? Trần Dung không đáp, nàng chỉ nhìn về phía đại môn, ánh mắt xa xăm, trên gương mặt thanh diễm lộ ra một chút thản nhiên tự đắc, người vương gia sắp đến rồi đúng không? Nghe nói ngày mai vương gia sẽ lên đường, các ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, đừng ảnh hưởng đến người ta. Mọi người đều ngạc nhiên. Chương năm Vương gia có thất lang. Đến tận khi Trần Dung vung tay áo dài, xoay người trở về tẩm phòng, mọi người vẫn còn hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, một người hỏi Bình ẩu, Bình ẩu, lời ấy của Nữ Lang là thật sao? Bình ẩu trừng mắt nhìn người nọ một cái, nói, mặc kệ là thật hay không, chuẩn bị thỏa đáng cũng sẽ tốt hơn vâng vâng mọi người tấp nập tản đi khi bắt đầu bận việc một loạt tiếng bước chân rồn dập truyền đến người canh cửa đầu đầy mồ hôi chạy tới hướng tới tầm phòng của trần dung nói bẩm nữ lang vương gia thất lang đến đây xôn xao tất cả mọi người dừng bước quay đầu kinh ngạc nhìn cửa phòng của trần dung đúng là vương gia thất lang trời ạ à, đúng là vương gia thất lang tự mình đến đây vương gia cũng không phải là dòng dõi bình thường, trong bình thành, vương gia là phú gia số 1 số 2. Huống chi, người đến lại là vương gia thất lang. Ở trong một địa phương như Bình Thành, những người cư ngụ tất nhiên là các nhà thuộc hệ nhánh của các đại gia tộc, như phụ thân của Trần Dung, hoặc là một nhánh của Trần Gia tại Giang Nam, vương gia cũng là như thế. Nhưng vương gia thấy lang này lại là người có thanh danh trong cả vương tộc, Hắn biết cưỡi ngựa, bắn cung, diện mạo phong lưu, lại có học thức uyên thâm. Thân phận như thế, lại có người trong bộ tộc làm quan lớn nơi triều đình, tính ra được chừng mười mấy người. Gia tộc như vậy, có thể nói là giống như hoàng gia, là người đứng ở trên đám mây cao cao, để thế nhân ngước lên nhìn ngắm. Thế nhân đều nói, những lang quân có xuất thân gia cảnh như thế đều giống như thần tiên bọn họ không biết lời ấy có đúng như vậy hay không, nhưng mỗi người trong Bình Thành đều biết, ba tháng trước vương gia thất lang vừa tới Bình Thành thật sự chính là thần tiên trong đám thần tiên. Đối với gia phó này mà nói, Trần Dung cũng là người có thân phận cao quý, nhưng nếu so sánh nàng cùng với vương gia thất lang, đúng là khác nhau một trời một vực, cách xa như sông Ngân Hà. Lại có tiếng gõ cửa. Trần Dung liền vội vàng đi ra, nàng đã phân chia bớt gia tài, ném vỡ san hô, dự đoán sẽ được vương thị coi trọng. Nếu có thể đồng hành cùng bọn họ, dọc theo đường đi sẽ an bình hơn rất nhiều, còn nếu có thể kết giao với bọn họ, sau khi đến phía nam lại càng có lợi hơn. Nàng thật không ngờ hiệu quả rất tốt, vậy mà có thể câu được vương gia thất lang trong bản tộc vương thị, danh sưng ngọc thụ lâm phong đến đây. Lúc này, mái tóc đen bóng của Trần Dung được vấn đơn giản, y bào rộng rãi màu tím, làm nổi bật da thịt như ngọc, gương mặt tinh mỹ hai mắt rạng rỡ sáng ngời không những thế còn mang theo một ít khí chất ngây thơ trần dung cũng không hỏi vương gia thất lang đang chờ ở cửa nào cứ thế bước ra khỏi sân viện quả nhiên nàng vừa mới đi ra liền nghe thấy ở phía trước truyền đến một tiếng đàn du dương tiếng đàn phiêu đãng giống như nước suối chảy róc rách mây trôi lững lờ bộc lộ sự tự do thản nhiên không thể miêu tả bằng lời theo tiếng đàn Trần Dung đi tới trước quảng trường, nơi đó có một chiếc xe ngựa hoa lệ đỗ ở đó. Tiếng đàn đúng là vang lên từ trong xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa có hai mươi mấy người đứng vây quanh, những người này đều dùng ánh mắt kính trọng mang theo si ngốc nhìn vào trong xe ngựa, dựng thẳng hai tay lắng nghe tiếng đàn. Trần Dung không như vậy, nàng bước nhanh hướng tới xe ngựa kia. Theo bước chân của nàng, tiếng guốc mộc thỉnh thoảng vang lên xen lẫn với tiếng đàn phiêu đãng này có vẻ đặc biệt đột ngột cùng chói tai điều phiền não nhất là cũng không biết nàng cố ý hay là vô tình mỗi khi gốc mộc chạm xuống mặt đất đều vào lúc tiếng đàn đang biến chuyển khiến người ta cảm giác bị quấy nhiễu nghẹn ở ngực rất khó chịu trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người trợn mắt nhìn trần dung lúc này bọn họ hồn nhiên quên mất trần dung chính là chủ tử của mình tiếng đàn trong xe ngựa im bặt một tiếng cười thanh duyệt thản nhiên truyền đến nữ lang đột nhiên mà đến là do tiếng đàn không hay sao bước chân của trần dung vẫn không ngừng lại nàng lập tức hướng tới cỗ xe ngựa kia khanh khách cười thanh thúy trả lời tiếng đàn vô cùng tuyệt hay nhưng mà trong lòng thiếp có việc tiếng đàn thản nhiên này lại không thể lọt vài tai thiếp trong xe ngựa tiếng cười thanh duyệt càng thêm vang dội người kia hỏi Nữ lang lo lắng điều gì? Trần Dung cười, lúc này nàng đã đi tới bên cạnh xe ngựa. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, chỉ thấy nàng vươn thẳng tay, một bên định vén rèm xe lên, một bên vô cùng tự nhiên trả lời, sớm nghe nói qua vương gia Thất Lang có phong thái thần tiên, vô cùng tuấn mỹ, nhưng vẫn không có duyên gặp gỡ, hôm nay nghe thấy quân tiến đến, thiếp không khỏi vui sướng. Cũng không biết có khiến lang quân mất hứng hay không nhưng nếu không cho phép Trần Dung được diện kiến, trong lòng thiếp sẽ hoảng loạn. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã vén rèm xe lên một góc. Xôn xao một tia sáng bảy sắc cầu vồng bắn vào trong mắt nàng. Giờ khắc này, nàng không tự chủ được nghiêng mặt đi, lánh người qua. Ngay lúc nàng tránh đi, đồng thời, người trong xe ngựa khẽ cười. Nữ lang vì gặp ta mà đến. Nếu đã nhìn thấy, vì sao còn rời mắt? Trần Dung vươn tay xoa xoa mắt, đáp, thiếp chỉ là một tiểu cô nương tuổi thanh xuân, nhìn thấy dung mạo như thiên tiên của Lang Quân, trong lòng khẩn trương, thật không dám nhìn thẳng. Trong xe ngựa, tiếng cười càng vang vọng. Tiếng cười như băng ngọc va vào nhau, cực thanh thúy, cực ôn nhuận. Mà Trần Dung, lúc này rốt cục quay đầu lại, đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi trong xe ngựa. Đây là một mỹ nam tử hiếm thấy, chàng ước chừng 17 18 tuổi. Thiếu niên Tuấn Mỹ như ngọc, hai mắt chàng đen lay láy, đang hàm chứa cười nhìn nàng. Không biết vì sao, vừa đối diện với tươi cười của chàng, tim của Trần Dung thật đúng là đột nhiên nhảy nhót hai cái. Phải biết rằng, nàng vừa mới trải qua tình trường, vừa được sống lại một lần nữa. Vốn nàng nghĩ rằng, tim của mình sẽ không bao giờ vì nam nhân mà đập loạn nữa. Nhưng dưới tình huống này, nàng cảm giác được có chút động tâm, có thể thấy được người trước mắt Tuấn Mỹ đến mức nào. Ngũ quan của thiếu niên Tuấn Mỹ ra sao tất nhiên là không cần phải nói, quan trọng nhất là thần sắc trong ánh mắt của có một loại khí chất thản nhiên thần bí, giống như hàn băng ngàn năm ở trên núi không tan chảy, được ánh nắng chiếu vào lấp lánh tỏa sáng, cũng giống như nước trong đầm sâu, cảnh điễu phiêu diêu trong ngày xuân, có một loại yên tĩnh đến cực hạn. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Dung đúng là ngắm đến ngây ngốc. Mỹ Nam Tử nhìn nàng, thấy tuy rằng nàng nhìn đến ngây người, hai trong mắt đen láy lại rất thanh tỉnh, không khỏi cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng hỏi. Khanh đã nhìn đủ chưa? Trần Dung dương môi cười, hai mắt không hề chớp nhìn gương mặt Tuấn Mỹ không sứt mẻ của chàng, nói, hôm nay mới biết, cái gì gọi là thần tiên. Mỹ Nam Tử ha ha cười. Trong tiếng cười của chàng, Trần Dung lui về phía sau, không chút nào để ý, cũng không chút do dự kéo rèm xe xuống, ngăn cách tầm mắt giữa hai người. Tiếng cười thanh duyệt của vương gia thất lang lại truyền đến. Khanh đã có lòng yêu thích, cớ gì vội vàng thối lui như thế? Trần Dung thở dài một tiếng, trả lời, dung mạo của lang quân quá trói mắt. Thiếp còn muốn lập gia đình sinh nhi tử, hôm nay thấy quân rồi, từ nay về sau còn có nam nhân phương nào có thể lọt vào mắt được nữa. Vương gia Thất Lang vui vẻ, chàng cất tiếng cười to, sau một lúc, tiếng đàn du dương lại vang lên. Trong giai điệu mềm mại như nước suối mùa xuân, Vương gia Thất Lang cười nhẹ nói: "Ta đến bình thành đã mấy tháng, vẫn không có thu hoạch gì. Đến tận ngày hôm nay mới vừa nghe thấy tiểu thư Trần gia tán bớt gia tài." Vội vàng tiến đến, đúng là chuyến đi này không tệ. Chàng nói tới đây, nhẹ quát một tiếng. Đi thôi. Hai chữ vừa phun ra, tiếng đàn dừng lại. Thẳng đến khi xe ngựa của chàng chạy ra cửa phủ, chàng cũng không bước xuống xe ngựa, càng không nói với Trần Dung về việc muốn nàng cùng người vương gia đồng hành một chuyến. Một lão bộc nghi hoặc nhìn xe ngựa rời đi, đi đến phía sau Trần Dung, bất an nói, nữ lang, vương gia đây là có ý tứ gì? Trần Dung thu hồi ánh mắt, cười đắc ý, có ý tứ gì? Vương gia đồng ý rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành cùng bọn họ. Chương 6, ra đi. Trần Phủ bắt đầu bận biệu, mười mấy nô bộc ở lại, bắt đầu chất gạo và vải vóc đồ vật không còn nhiều lắm lên xe ngựa. Trần Dung đã tán bớt gia tài, số tài vật còn lại, chỉ cần dùng 10 chiếc xe ngựa, trong đó ba chiếc dùng để chứa gạo, lương thực và các tạp vật, một chiếc là chứa quần áo đồ vật của nàng, sáu xe ngựa còn lại, đều là dùng để chứa thẻ che sách cuộn. Kiếp trước, Trần Dung chỉ dùng một xe ngựa chở sách vở, mà đây chỉ là số sách vở có chứa vàng lá, còn lại đều chở các thứ khác. Sau khi trở lại phía Nam mười mấy năm, trên lưng nàng luôn phải vác thanh danh là kẻ tục, nhóm kẻ sĩ khiển trách nàng, nói nàng thà rằng nhồi trang sức ăn mặc ở trong xe ngựa, cũng không nguyện ý mang theo sách vở cực kỳ chân quý tại thời đại này trong không khí đều tràn ngập thanh nghị tao nhã thanh danh kẻ tục hoàn toàn có thể phá hủy tiền đồ của một cô nương trong sĩ tộc từ đó về sau cho dù nàng dùng hết tâm cơ hao hết thủ đoạn cũng không có biện pháp vãn hồi thanh danh đã bị phá hủy muộn rồi một đêm này đại môn đóng chặt trần phủ thay phiên thủ vệ từ đầu đến cuối đều thực im lặng vẫn đều không có khách nhân ngoài ý muốn tới chơi Nghĩ đến cũng đúng, ban ngày khi Trần Dung tán bớt ra tài, hành vi này đã truyền khắp Bình Thành. Người nào làm đạo tặc có mắt mà lại mạo hiểm phiêu lưu đến cướp bóc loại cá nhỏ tôm tép này chứ? Ngày hôm sau đảo mắt đã tới. Sáng sớm, vương phủ liền phái phó dịch tiến đến, thông chi người trong trần phủ trực tiếp đi trước đến cửa thành phía nam để tập trung. Lúc này, trần gia đã sửa sang hành lý xong, trần dung ngồi trên xe ngựa, chậm rãi hướng tới chỗ hẹn. Trên ngã tư đường, nơi nơi đều là xe ngựa, trong khung cảnh ồn ào nhốn nháo, tất cả mọi người đều đến cửa thành phía nam. Khi xe ngựa của Trần Dung chạy trên đường, thỉnh thoảng có người nhìn về phía nàng, mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng nói nghị luận không dứt bên tai, nàng là Trần Thị A Đan đó. Đúng là một tiểu mỹ nhân. Nghe nói hôm qua nàng đã chia bớt gia tài cho phó dịch và tỷ nữ trong phủ, huynh xem đoàn xe của nàng, cả trần phủ to như vậy, mà chỉ có hơn 10 chiếc xe ngựa, tin tức đó quả nhiên là thật. Tất nhiên là thật rồi, vương gia thất lang thần tiên cũng tự đến bái phòng mà. Lúc Nguy Nan gặp người có tâm, nghe nói Trần Thị A Dung vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng trong lúc dối ghen này còn có cử chỉ trọng nghĩa khinh tài, thật là hiếm có, thật là hiếm có. Trong tiếng nghị luận liên tiếp, Trần Dung mỉm cười chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chỉ chốc lát, Trần Dung liền tới cửa thành phía nam. Vừa đến nơi, nàng đã thấy được đoàn xe của vương gia, liếc mắt một cái nhìn lại, từ đầu đến cuối cửa thành đều là cờ xí của vương phủ. Quả nhiên thanh thế rất lớn. Xe ngựa của Trần Dung vừa đến gần, có một nam tử tầm 20 tuổi dục ngựa tới, cao giọng hỏi. "Là Trần thị A Dung sao?" Một ngày hôm đó, thanh danh của Trần thị A Dung vang vọng khắp bình thành. Nếu là lúc trước, nam tử kia sẽ chỉ biết gọi là Trần thị mà thôi. Trần Dung vén rèm xe lên một góc, thanh thúy đáp, "Đúng." "Thiếp là Trần Dung." Nam tử kia mặc quần áo màu tím, ngũ quan đoan trang tuấn tú, nghe vậy hắn ha ha cười nói. "Quả nhiên là mỹ nhân. Trần phủ các nàng ít người, vẫn nên gia nhập vào đội ngũ này đi." như vậy sẽ an toàn hơn một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh mỹ của trần dung lộ ra một chút cảm kích nàng ngồi trong xe ngựa hướng tới nam tử kia thi lễ nói đa tạ ngũ lang ánh mắt vương ngũ lang sáng người nhìn trần dung lắc đầu nói thất lang nói qua tuy trần thị a dung là nữ tử nhưng tính tình lại sơ lãng thật không ngờ a dung ở trước mặt ta lại đa lễ như thế hắn nói tới đây liên tục lắc đầu, giống như có vẻ thất vọng. Trần Dung mím môi cười, thầm nghĩ, ngươi cũng không phải là vương gia thất lang. Nếu ở trước mặt ngươi mà cấp bậc lễ nghĩa không đủ, sẽ bị chuốc phiền toái mà. Dưới sự dẫn đường của vương ngũ lang, xe ngựa của Trần Gia gia nhập vào trong đội ngũ. Xe ngựa của vương phủ nhiều như thế, cố gắng nhìn ngắm cũng không thấy giới hạn. So sánh với bọn họ, Trần phủ rất không có uy thế. Một đường đi qua, Trần Dung nghe thấy người trong Vương phủ thấp giọng nghị luận, theo lời của bọn họ mới biết được, lúc này đây số gia tộc nhỏ muốn cùng Vương phủ đồng hành đếm không hết, có rất nhiều gia tộc thậm chí dâng lên vật phẩm so với san hô Trần Dung lấy ra kia còn chân quý hơn, nhưng đều bị Vương phủ cự tuyệt toàn bộ. Xe ngựa của Trần phủ vừa vào đội, đoàn xe liền xuất phát, vó ngựa tung bay cát bụi cuồn cuộn nổi lên dần dần che khuất tầm mắt của mọi người. Trần Dung quay đầu nhìn tường thành của Bình Thành càng lùi càng xa. Ở trong trí nhớ của nàng, một tháng sau quân hồ tấn công thành này, cướp bóc những người ở trong thành chưa từng rời đi không còn sót lại chút gì, dùng đúc thiêu đốt tiểu giang nam phồn hoa này biến thành cho tàn. Kiếp trước, nàng đã sống 15 năm ở Bình Thành, nó đã trở thành cái tên trong trí nhớ của nàng. Chỉ có đêm khuya nằm mơ, nàng mới thấy sân viện quen thuộc những gương mặt quen thuộc suy tư trần dung khẽ thở dài một hơi đột nhiên tiếng cười của vương ngũ lang truyền đến vì sao a dung lại than thở trần dung thấp giọng trả lời nghĩ đến không hẹn gặp lại trong lòng khó chịu vương ngũ lang trở nên trầm mặc sau khi đội ngũ đi được hai canh giờ làm hết lễ tiết của chủ nhân vương ngũ lang liền cáo từ rời đi về tới đội ngũ phía trước. Kế tiếp, Trần Dung nhắm mắt dưỡng thần. Từ rất xa, tiếng cười của nhóm nữ lang của vương gia đi ở hàng đầu không ngừng truyền đến. Các cô nương xưa nay được nuôi dưỡng ở khuê phòng, làm sao đã từng được xuất môn xa nhà. Tuy rằng hiện giờ là chạy nạn, nhưng trong lòng các nàng vẫn cảm thấy mới mẻ hơn bao giờ hết. Khi đi tới giữa trưa, mọi người bắt đầu dùng cơm. Ngồi ở trong xe ngựa, Trần Dung nhìn vương phủ trải trên cỏ một hàng tháp dài, âm thầm lắc đầu. Trên các tháp, rượu thịt tỏa hương. Nàng chú ý tới, người trong vương phủ, trước mặt mỗi một nữ lang và lang quân đều xếp bốn tháp. Trên mỗi tháp lại bày đầy đồ ăn. Nàng biết, người nhà như thế, ăn không hết đồ ăn nhất định sẽ ném đi. Nghĩ nghĩ, Trần Dung nói với thượng tẩu đang làm phu xe, lão thượng, tiến lên chút đi, vâng xe ngựa của trần dung vừa xuất hiện trước mắt mọi người trong vương phủ đang dùng cơm thì ngay lập tức có mấy chục ánh mắt bắn về phía nàng từ rất xa vương ngũ lang đứng lên hắn giơ chén rượu trong tay hướng tới trần dung cười nói a dung đến đây sao vậy thì cùng ngồi ăn ở trên tháp này đi trần dung lắc đầu hướng hắn đáp lễ sau đó nàng bảo thượng tẩu vội vàng điều khiển xe ngựa đi tới chỗ của tộc trưởng vương trác của vương phủ Ánh mắt Trần Dung thoáng nhìn, không thấy Vương Thất Lang, liền vội vàng thu hồi tầm mắt. Nàng đi xuống xe ngựa, làm lễ với Vương Trác đang dùng cơm, Thanh Thúy nói, gặp qua Vương công. Vương Trác kinh ngạc nhìn nàng, trên gương mặt tròn tròn lộ ra tươi cười hiền lành, vì sao A Dung đến đây? Trần Dung lại cúi người, nói, "Tiểu nữ tử có lời muốn nói. Xin mời." Chuyến đi đến phía nam này Ngoại trừ sĩ tộc giống như chúng ta ra, còn có phần lớn thứ dân bình thường khác. A à Dung nghĩ rằng, cho dù thứ dân vơ vét mọi gia tài, có thể mang theo, cũng chỉ là đồ ăn đủ dùng 10 ngày nửa tháng thôi. Thời điểm mọi người trong vương phủ đang dùng cơm, nàng đột nhiên tiến đến, chậm rãi mà nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, nữ lang đệ tử trong vương phủ đều nhíu mày, có gì mà phải nói vào lúc đang ăn uống trong lúc người ta đang dùng cơm mà Trần Thị A Dung lại đến đây, đã là thất lễ rồi. Vậy mà, nàng còn đàm luận về đám thứ dân thô lậu dơ bẩn gì đó, thật sự là không hề nể mặt. Cũng không biết ánh mắt của thất lang thế nào, sao lại khen không dứt miệng với nữ tử này chứ? Mọi người trong vương gia đều nhìn với ánh mắt bất mãn, Trần Dung nhận thấy được hết. Nàng lại chỉ mỉm cười, tiếp tục chậm rãi mà nói, có câu, áo cơm non nê trước mới biết vinh nhục. A à Dung nghĩ rằng sau khi đám thứ dân dùng hết đồ ăn của mình, chỉ sợ sẽ bởi vì đói khát mà bí quá hóa liều. Ánh mắt Trần Dung quét về phía dãy tháp đựng đồ ăn xếp thành hàng dài kia. Một hai lưu dân hẳn vương công sẽ không sợ, nếu là mấy trăm mấy ngàn thì sao? A à Dung nghĩ rằng ở trong thời điểm như thế này, ẩm thực có thể đơn giản hơn một chút. Dứt lời nàng lại hướng tới vương trác trong suốt thi lễ, khẽ quát một tiếng, bảo thượng tẩu đánh xe ngựa rời đi. Xe ngựa vừa mới quay đầu, Trần Dung nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng bật cười khinh thường. Trần Thị A Dung này thật sự là cẩn thận quá mức rồi. Chính nàng ta sợ hãi đám thứ dân, tán bớt gia tài còn không tính, vậy mà còn dám chỉ trỏ khuyên can chúng ta. Hư. Chương 7. Lưu dân. 1. Sau khi Trần Dung trở về, Thượng Tẩu dầu dĩ nói thầm. Nữ lang, mấy người Vương gia thật là vô lễ, rõ ràng nữ lang có ý tốt mà. Lão nói tới đây, lại liếc mắt nhìn Trần Dung. Lão nhìn thấy Trần Dung không hề có thần sắc ảo não, hai mắt lại sáng như vì sao. Ăn cơm xong, đoàn xe lại lên đường. Khi dùng bữa tối, Vương gia vẫn như cũ vô cùng xa hoa, giống như bọn họ không phải đang chạy nạn mà là đi du ngoạn vậy. Nhóm nữ lang vương gia ban đầu cảm thấy mới mẻ, nhưng từng ngày trôi qua thì cảm giác mới mẻ này cũng từ từ biến mất. Dần dần, Trần Dung nghe thấy tiếng oán giận càng ngày càng nhiều. Lúc đó, Trần Dung mới biết, vương gia thất lang bởi vì còn muốn bái phòng một danh sĩ, nên cũng không đồng hành cùng bọn họ. Hiện tại là đầu thu, không khí còn nóng bức khi xe ngựa cùng đám người đi lại cuồn cuộn nổi lên cát bụi, khiến mọi người càng ngày mặt sám mày cho. Dưới tình huống như vậy, người vương gia chú ý phong phạm quý tộc mỗi ngày đều phải tắm rửa mấy lần, khiến cho một ngày chỉ có thể đi được 20, 30 dặm đường. Cứ đi như vậy sau 7 ngày, trên đường lưu dân càng ngày càng nhiều. Đây chỉ là thứ dân bình thường, thành quần kết đội chạy tới phương Nam. Bọn họ đã dùng hết lương khô mang theo, bắt đầu tự phát đi theo phía sau đoàn xe của vương gia. Bởi vì mỗi một lần vương gia dùng cơm nước xong, đều có phần lớn đồ ăn bỏ thừa. Người đi theo phía sau càng ngày càng nhiều, người vương gia bắt đầu phiền chán. Toàn thân đám lưu dân hôi thối, giờ bẩn không chịu nổi lẽo đẽo theo sau, gió thổi qua bay đến tận mười dặm, thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Nhưng bọn họ lại không dám làm chuyện tổn hại thanh danh là đuổi đánh đám lưu dân, vì thế người vương gia đành phải giảm bớt thời gian tắm rửa, bắt đầu tăng tốc. Việc này đều không liên quan đến Trần Dung. Trần gia chỉ có một chủ tử là nàng, mỗi khi đến giờ cơm, nàng cũng chỉ là đơn giản ăn một khay nhỏ, dùng xong thì nghỉ ngơi, cũng không giống người vương gia ngủ ở trong lều trướng rộng rãi, mà là nằm trong xe ngựa. Hiện tại, những gì nàng làm đa phần là ngồi ở trong xe ngựa đảo điên đã quá lâu, vì thế nàng xuống xe cưỡi ngựa để giãn dân cốt. Trần Dung có luyện võ cưỡi ngựa, thể chất rất tốt, có thể đi theo đội ngũ một lúc lâu mà không phải thở hồn hền một chút nào. Dùng cơm, tạm nghỉ tạm nghỉ trong tiếng vó ngựa, một kỵ sĩ vừa cưỡi ngựa đoạn hậu ở phía sau đoàn xe, vừa lớn tiếng hò hét. Trần Dung nhìn thoáng qua phía tây nắng chiều đỏ ao, thả người nhảy xuống lưng ngựa. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu bận biểu, cắm trại liều trướng, bày đồ ăn. Bình Tẩu nhìn thấy Trần Dung đi tới, một bên cầm khay cơm mang lên xe ngựa, một bên thấp giọng nói, "Nữ lang, có vẻ như bị người nói trúng rồi." Bà vừa nói, vừa xem xét người vương gia cách đó 300 bước. Lúc này đúng là lúc mặt trời chiều ngả về tây, tịch dương ánh vàng rực rỡ chiếu vào cây bạch dương vẫn đang sắc xanh rạt rào. Giờ này khắc này, dưới tảng cây bạch dương trải lớp lụa rất dày, trên đó bày các tháp, ngồi sau tháp là người trong bộ tộc Vương thị, người người mặc y phục hoa lệ, khuôn mặt thanh tú, dưới ánh tịch dương chiếu rọi tựa như thần tiên. Nhưng một khắc này, các đám đệ tử luôn có cử chỉ ung dung đều nhíu mày, vẻ mặt phiền chán pha lẫn bất đắc dĩ. Bọn họ trừng mắt nhìn đồ ăn trước mặt, lại không một ai nhắc đôi đũa. Bởi vì ở phía sau bọn họ tầm ba bốn trăm bước, ước chừng có mấy trăm lưu dân đứng đó. Đám lưu dân này mang theo con cái, quần áo tả tơi, hai mắt vô thần nhìn người vương gia, có mấy hài tử ngơ ngác nhìn rượu và thức ăn trên tháp, bên miệng dơ bẩn có nước miếng chảy dài. Bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, đệ tử vương gia giống như nuốt phải rồi bọ vô cùng khó chịu. Một người trung niên dựa sát vào tộc trưởng vương trác, thấp giọng hỏi, Vương Công, ngài xem. Vương Trác lắc đầu, hắn lập tức gấp lên một miếng thịt, khẽ nói. Cứ coi như không thấy là được rồi. Vâng. Hắn có thể làm lơ như không thấy, nhưng chúng thiếu niên đệ tử rõ ràng kém cỏi hơn nhiều. Một cô nương 15, 16 tuổi cầm đôi đũa lên, oán hận gảy cơm tẻ trong chén lục vài cái, chán ghét nói, phụ thân cũng thật là, sao không đuổi đám dân đen này đi? Một thiếu niên ở bên đáp. Đuổi bọn họ đi là chuyện dễ, nhưng nếu để văn nhân phía nam biết chúng ta khắt khe với dân chúng, không khỏi sẽ dẫn tới đàm tiếu. Một thiếu niên khác cũng nói. Quái lạ, xưa nay đám dân đen nhìn thấy chúng ta đều kính ngưỡng như thần tiên, hận không thể quỳ xuống phủ phục hôn lên ngón chân chúng ta, sao lúc này lại có gan lớn như thế? Vấn đề này, hiển nhiên đám đệ tử môn phiệt không biết hai chữ cơ khổ viết ra sao đâu có thể hiểu được. Mọi người suy nghĩ một hồi, một cô nương kêu lên, ôi chao, việc này bị Trần Thị A Dung nói chúng rồi ai đó gọi nàng tới đây, hỏi một chút xem vì sao lại như thế. Giọng nói của cô nương đó vừa thốt ra, một giọng nói khác của một cô nương có chút sắc nhọn có chút gấp gáp truyền đến, cần gì phải thế, ta thấy Trần Dung cũng chỉ là tùy ý nói bậy thôi. Cô nương này mặt dài cầm thon, sắc mặt nhợt nhạt, ngũ quan tú lệ, Đúng là người ngày ấy khinh thường cười Trần Dung quá mức cẩn thận. Mọi người vừa thấy bộ dáng này của nàng ta, liền biết nàng ta sợ bị mất mặt. Trong tiếng cười, một cô nương mặt tròn nói, "Thất muội là sợ Trần Dung kia chào phúng muội đúng không?" Cô nương có gương mặt tú lệ nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, vừa định phản bác, lại ngậm miệng vào. "Có điều, những người này cười thì cười, cuối cùng cũng không có ai nhắc tới Trần Dung nữa. Trong xe ngựa, Trần Dung ăn no liền buông bát đũa, nàng dặn dò bình ẩu, dặn mọi người, mấy hôm nay nhất định phải ngủ ở trong xe, trong trường hợp không cần thiết thì đừng chạy loạn xung quanh. Bình ẩu ngẩn ra, bà khó hiểu nhìn về phía Trần Dung, một hồi lâu mới đáp, vâng. Từ sau khi nữ lang liên tiếp gặp cơn ác mộng kia thì càng ngày càng thay đổi, nhưng đồng thời trong lúc bất chi bất giác, Bà đối với nàng sinh ra một loại tin phục. Bình ẩu thu hồi bát đũa, bước xuống xe ngựa. Bà vừa mới xuống xe ngựa thì nghe thấy trong xe ngựa truyền đến tiếng nói thầm của nữ lang nhà mình. Trước kia ta còn kính ngưỡng bọn họ, hóa ra cũng chỉ là một đám đồ chơi bằng đất sét và củi mục mà thôi. Trong giọng nói hàm chứa thất vọng sâu sắc. Đêm dần dần tối đen. Tối hôm nay, một vòng trăng sáng treo trên bầu trời ánh trăng màu bạc dài rác khắp trời đất. Ánh trăng như vậy, ban đêm như vậy, cho dù nhóm đệ tử vương gia mỏi mệt không chịu nổi, cũng say mê trong khung cảnh tình thơ ý hòa. Trần Dung chậm rãi tới gần mọi người vương gia đang ngâm gió ngợi trăng. Dưới ánh trăng, dáng người của nàng là lướt, đôi mắt sáng trong như nước, có một vẻ xinh đẹp khôn kề khó có thể miêu tả. Trong lúc bất chi bất giác, vài đệ tử vương gia đều quay đầu nhìn về phía nàng vương ngũ lang dẫn đầu mở miệng gọi a à dung đêm nay trăng sáng nhô cao vạn dặm trong trẻo chúng ta đang ngâm thơ đây nàng cũng đến đây đi tiếng nói của vương ngũ lang vừa thốt ra một cô nương khanh khách cười nói ngũ ca bảo trần dung ngâm thơ sao kia chẳng phải là muốn mạng nhỏ của nàng ư lời này vừa dứt tiếng cười nổi lên bốn phía một thiếu niên nhìn Trần Dung xinh đẹp dưới ánh trăng sáng, nhịn không được nói. A à, Dung quả thật là giai nhân. Giai nhân như thế, chắc chắn làm thơ rất hay. Cô nương kia lại khanh khách nở nụ cười. Ở Bình Thành mọi người đều biết, Trần Thị A Dung thích nhớ là roi, là cưỡi ngựa, nàng vốn không thích thi từ ca phú này đâu. Mặc kệ là roi hay là cưỡi ngựa, đều là sở trưởng của người hồ phương Bắc. Mà người Trung Nguyên đối với người hồ luôn khinh bỉ, đó là sự khinh bỉ phát ra từ đáy lòng, trong tiếng cười của cô nương kia hàm chứa trào phúng vô cùng rõ ràng. Trần Dung chuyển mắt nhìn cô nương kia, vừa liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra cô nương này đúng là người ngày hôm đó cười cợt chính mình đã cẩn thận quá mức. Trần Dung cười cười. Nàng thi lễ với mọi người, nói, nếu Trần Dung ngâm thơ, chỉ sợ sẽ xúc phạm trăng sáng. Dứt lời, nàng thối lui về phía sau lời nói của nàng thật sự phong nhã mọi người trong vương thị ngẩn ra sau một lúc lâu tiếng cười mới vang lên nghe thấy tiếng cười này khóe miệng trần dung khẽ nhếch lên lộ ra một chút cười lạnh vốn nàng ra đây là do thấy đám lưu dân có hành tung quái lạ ánh mắt không tốt lành gì muốn nhắc nhở mọi người nhưng hiện tại nàng không muốn nói dù sao trong đội ngũ có rất nhiều hộ vệ lưu dân có mạnh mẽ xông đến, cũng sẽ không tổn thương nguyên khí của đoàn xe. Để bọn họ nhận chút giáo huấn đi. Chương 8, Lưu Dân, 2 Trăng sáng dần dần lên cao, trồi lên treo trên đầu ngọn cây, di động về phương Tây, dần dần, lại bị tầng mây che lấp, ánh trăng chiếu xuống trời đất trở nên ảm đạm. Tiếng cười đùa ồn ào của đệ tử Vương Thị cũng dần dần bay xa, dần dần biến mất trần dung nằm ở trong xe ngựa không hề cảm thấy buồn ngủ nàng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài ngoài xe ngựa tối đen chỉ có cây đuốc cắm ở trên bùn đất phát ra ánh sáng le lói tại đây trong lúc đêm dài yên tĩnh ánh đuốc lay động trong gió không thôi mang theo vài phần vắng lặng trong bóng đêm hai mắt nàng mở to trong u ám tản ra tia sáng thần bí cũng không biết qua bao lâu nàng vẫn đang lắng nghe đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười hai mắt nàng sáng người nhìn chằm chằm các bóng đen dần dần tới gần khi các bóng đen này đi qua đi lại thì gây ra tiếng vang rất lớn hơn nữa thường thường có người té ngã mơ hồ còn có tiếng hít thở rồn rập nhẫn nại không nhịn được ho khan tiếng quát mắng khe khẽ truyền đến tiếng động này cũng không lớn nhưng trong lúc đêm khuya thật sự có chút chói tai. Trần Dung lặng lặng nhìn chăm chú, nhìn những người đó hướng về phía đám xe tiên phong là chỗ của các chủ nhân vương thị, nơi đó có rất nhiều tài bảo, vải vóc, số bóng đen còn lại thì chỗ tụ tập của lương thảo vương thị. Sau khi những người đó nhảy vào đoàn xe, Trần Dung có thể nghe thấy từng đợt tiếng kinh hô nho nhỏ cùng tiếng khuôn vác các thứ chuyển đến. Một khắc sau, các bóng đen đã mang theo bao lớn bao nhỏ chạy ra bên ngoài. Có điều đồng thời với lúc bọn họ bỏ trốn, một bóng đen khác lại nhảy vào trong đội ngũ. Một bóng đen thấp bé lao về phía trước, cũng không biết đụng vào cái gì, phát ra một tiếng hô nhỏ. Tiếng kêu không lớn, nhưng ở chỗ va vào kia, đột nhiên truyền đến một tiếng than thở. Ai đụng vào ra ra nhà ngươi vậy? Tiếng nói kia đột nhiên xuất hiện, mọi người ở đây cả kinh vô cùng, chủ nhân của tiếng nói mở mắt ra hắn mở to hai mắt như chuông đồng nhìn bóng nhỏ trước mặt, rốt cục, hắn kinh hãi hét lớn. Ai? Các ngươi là ai? Tỉnh lại, tất cả đều tỉnh lại đi. Dù là lúc mọi người ngủ say nhất, bị người tráng kiện này hô hào, cũng nhanh chóng bừng tỉnh lại. Trong lúc nhất thời tiếng lao sao nổi lên bốn phía, tiếng kinh hô vang vọng. Bỗng dưng, một tiếng hét to hùng tráng vang lên. Đám lưu dân các ngươi thật to gan. Sau khi tiếng hét to truyền ra, cây đúc hôi hổi thắp sáng, toàn bộ mọi người trong đoàn xe đều bừng tỉnh lại. Thanh âm tộc trưởng Vương Thị Vương chắc vụ vàng truyền đến. Ngăn lại đám lưu dân này. Sau khi hắn ra lệnh, bóng đen bỏ chạy tản ra bốn phía. Từ lúc Vương Trác vừa mở miệng, toàn bộ đoàn xe giống như nấu nước sôi, chúng hộ vệ quần áo không chỉnh tề liền xông ra ngoài, trong tiếng la hét phẫn nộ rối loạn, một cô nương vọt ra, nàng đi hai chân trần, tóc dài rối tung, phẫn nộ thét to, vòng cổ của ta không thấy đâu, đúng là vòng cổ chân châu Nam Hải của ta không thấy đâu rồi. Một đệ tử vương thị khác lớn tiếng kêu lên. Bắt lấy bọn họ, bắt lấy toàn bộ. Đám dân đen này cũng dám đi ăn trộm, cũng dám động đến quý tộc lữ hành. Người đâu, giết bọn họ, không trở lại một ai cả nhóm hộ vệ đuổi theo đám lưu dân rất căm tức. Bọn họ là thân phận thế nào, võ lực ra sao? thế mà lại để đám lưu dân tay không tắc sắt tới gần, còn lấy trộm các thứ. Mang theo tâm lý đó, khi đệ tử vương thị kia vừa quát, lại càng làm cho bọn họ phát tiết dũng khí lửa giận. Bởi vậy, chỉ một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vang lên thê lương trong trời đêm, truyền ra xa, khiến sơn cốc hưởng ứng vọng lại. Đây là tiếng kêu phát ra của người trước khi bị giết chết. Mọi người kinh sợ, bọn họ đều dừng tay. Đúng lúc này, tiếng tộc trưởng vương gia vương chắc hét lớn vội vàng truyền đến. Không được giết người, không được giết người. Tiếng kêu của hắn bối rối, dồn dập, đánh vỡ sự bình tĩnh, cũng làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Sau khi đám lưu dân đang đỏ mắt hung hăng nghe thấy câu này, giống như chết đuối bắt được cọc gỗ, bọn họ liên thanh thét to, vội vàng lui về phía sau. Tiếng nói của vương trác lại truyền đến các vị phụ lão, các người buông vật đã lấy trộm ra. Bằng không, đừng trách vương mỗ vô tình. Khi tiếng quát của hắn vừa dứt, mấy trăm hộ vệ đã cưỡi ngựa vây quanh đám lưu dân này. Mắt thấy không thể trốn được nữa, trong đám lưu dân, một giọng nói lỗ mãng từ trong bóng đêm truyền đến. Các vị huynh đệ, đừng nghe lời lão nhân này. Không lấy mấy thứ này chúng ta cũng sẽ đói chết, sớm hay muộn cũng chết, không bằng trước khi chết đánh cuộc một lần một tiếng nói khác có chút yếu ớt lại vang lên. Vương công, một chút ít lương thực của các ngài, có thể cho hơn trăm người chúng tôi ăn trong ba ngày. Xin ngài thương xót, ban cho chúng tôi một ít lương thực đi. Đám lưu dân này vốn đều là người thành thật nịnh bợ, nếu không phải thật sự không còn đường nào để đi, cũng sẽ không dám cướp bóc quý tộc. Giọng nói yếu ớt kia vừa thốt ra, liền có hơn mười người nhao nhao kêu lên. Vương công, cho chúng tôi một ít lương thực đi. Cho chúng tôi lương thực đi. Đúng đúng, cho chúng tôi lương thực, các ngài chỉ cần ăn ít đi một chút, sẽ có vô số người được cứu sống mà. Nếu như không cho, tính mạng này cũng không cần. Mấy thứ này trả lại cho các ngài, chỉ cần các ngài cho lương thực. Tiếng kêu gào càng ngày càng vang. Một thiếu niên vội vàng đi đến phía sau Vương Trác, kêu lên. Phụ thân vạn vạn lần không thể, vạn vạn lần không thể để đám dân đen này uy hiếp. Một thiếu niên khác đứng ở bên cạnh lại nói. Chất nhi nghĩ rằng, vẫn là cho bọn họ lương thực đi. Vương Trác sầm mặt, tay phải hắn giơ lên, ngăn lại vài hậu bối đang kêu gào, hắn ủ rột quát. Cho lương thực, vương hữu. Dạ. Mệnh lệnh đội ngũ lập tức lên đường. Vâng. Dạ. Ngươi dẫn dắt chúng hộ vệ, trước đuổi đám lưu dân tới bên đường, nói cho bọn họ biết, lập tức sẽ có lương thực phân cho bọn họ. Bảo bọn họ nộp lại những thứ đã trộm. Hắn bình tĩnh, quá to. Nếu còn có người đi đầu gây náo loạn, không ngại giết một hai người. Vâng. Đoàn xe đi rồi mới có thể cho lương thực. Cho năm túi ngô đi, các người cởi bỏ bao tải, để lại xe ngựa đi cứ vứt túi ngô ở lại đó. Một câu cuối cùng của Vương Trác vừa mới thốt ra, vài đệ tử vương tộc vui vẻ ra mặt, một thiếu niên kêu lên. Phải nên như thế. Đám dân đen này dám uy hiếp chúng ta, chúng ta liền bắt bọn họ quỳ dạp trên mặt đất ăn đống lương thực trộn lẫn với bùn đất kia. Hộ vệ vương gia đều được huấn luyện, chưa nói tới võ lực, mà đám lưu dân vừa đói khát lại mệt mỏi này dù có hai mươi người cũng không đánh lại được một người trong nhóm. Bởi vậy, thế cục rất nhanh liền bị khống chế, chỉ chốc lát, nhưng thứ bị lấy trộm đều được thu hồi hết. Nhóm dân chúng tay không tức sắt, ngay cả chạy cũng chạy không được vài bước, sau khi vài đầu lĩnh bị giết, ngây ra như phỗng đứng ở hai bên đường, chờ mắt nhìn đội ngũ vương gia rời đi. Đến khi xe ngựa để lại được cởi bỏ dây buộc, vứt lại túi ngô lớn, ánh mắt đờ đẫn bất lực của bọn họ mới đột nhiên sáng ngời. Trần Dung lười biếng nghiêng người dựa vào thành xe, lắng nghe nhóm lưu dân phía sau phát ra tiếng hoan hô, kêu la. Khi trên phía đông hiện lên một tia nắng vàng, đoàn xe rốt cục đã hoàn toàn thoát khỏi đám lưu dân, bôn chảy ở nơi mờ mịt hoang dã. Lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ chốc lát, ngoài rèm xe truyền đến một tiếng hỏi cung kính, nữ lang nhà ngươi đã tỉnh chưa? Vương Công cho mời. Chương 9, nạn hạn hán 1. Không đợi thượng tẩu trả lời, Trần Dung ngồi thẳng thân mình, tỉnh táo đáp, tỉnh rồi. Tiếng nói kia trở nên thoải mái, rất tốt, rất tốt. Xe ngựa của Trần Dung tiến lên phía trước. Chỉ chốc lát, xe ngựa liền đi tới đội ngũ đầu. Lúc này, Trần Dung đã sửa sang lại một chút y phục tóc tai rồi xốc lên rèm xe. Bên đường đều là xe ngựa của đệ tử Vương thị, khi bọn họ thấy xe ngựa của Trần Dung đến thì đều đồng thời nhìn về phía nàng. Đôi mắt sáng trong của Trần Dung đón nhận ánh mắt của bọn họ. Khi ánh mắt của nàng nhìn qua, có vài người nghiêng đầu đi, tránh bị nàng nhìn chăm chú. Về phần cô nương đã từng chào phúng nàng kia thì vẫn không hề lộ diện. Xe ngựa Trần Dung tiến đến chỗ xe ngựa Vương Trác. Xe ngựa chưa tới gần, Tiếng cười của Vương Trác ở một bên truyền đến. "A à, Dung sao? Tới gần đây, nói chuyện với bá phụ con một chút được không?" Giọng nói vô cùng hiền lành. Trần Dung khom người đáp, "Vâng." Xe ngựa của nàng tới thật gần xe ngựa của Vương Trác. Vương Trác sớm đã vén rèm xe lên, hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, hai mắt sáng người đánh giá Trần Dung, khi Trần Dung nhìn về phía hắn, Vương Trác thở dài, A Dung, Bá phụ hối hận. Ngày đó nghe lời A Dung khuyên thì tốt rồi. Hắn nói tới đây, cơ thịt trên mặt khẽ giật giật. Hắn quả thật là hối hận. Chuyện tối hôm qua chính là vết nhơ vĩnh viễn của tri tộc bọn họ. Mặc kệ là giết lưu dân hay là bị lưu dân trộm đồ, cuối cùng bị ép buộc phải để lại lương thực, đều sẽ khiến bọn họ đối mặt với sự chỉ trích của bổn gia tiền đồ chính trị của vương chắc hắn sẽ ảm đạm mất đi ánh sáng. Ngay cả lưu dân tầm thường cũng xử lý không xong, còn có thể trông cậy hắn gánh vác đại sự trị quốc cứu dân gì chứ. Vương chắc nhìn Trần Dung, thi lễ, nói, thỉnh A Dung tiến đến, bá phụ là muốn giáp mặt tạ lỗi. A Dung, bá phụ tự phụ có thanh danh, ngay cả một nữ nhân như con cũng không bằng. Hắn nói ra thực chân thành. Trần Dung lại biết, nếu vương trác không muốn gánh trên lưng xú danh ngu xuẩn tự phụ không biết hối cải mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thật đúng là không thể không tạ lỗi với mình khi vương trác thi lễ trần dung vội vàng nghiêng người tránh đi nàng cúi đầu cung kính nói sao vương công lại nói lời ấy mang cả gia tộc đi về phía nam là đại sự ngay cả thánh nhân cũng có một hai chỗ xem nhẹ tuy rằng lời an ủi của nàng không phải thật sự làm cho người ta động dung nhưng vẫn rất xuôi tai lập tức sắc mặt của vương trác càng thêm hiền hòa hắn thở dài thở ngắn hai tiếng rồi nói với trần dung về sau a dung có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng nếu có yêu cầu gì cũng cứ đề xuất vâng ai trần dung nhìn sắc mặt âm trầm của vương trác cúi người nói trần dung cáo lui đi đi Vương gia trải qua một hồi phong ba như thế, rốt cục hiểu được nên thu liễm. Hôm đó dùng cơm, trước mặt mỗi đệ tử vương thị chỉ dọn ra có bốn năm món đồ ăn. Mà Trần Dung cũng được chính thức mời đến đội ngũ của đệ tử vương thị, cùng tiến cùng lùi với bọn họ. Lúc này, đội ngũ đã đi đường được 20 ngày, rời khỏi Bình Thành được năm chạm dặm, hành trình đã được một nửa. Hôm nay, một tiếng nói nhỏ từ bên ngoài truyền đến, Ngũ ca, ta thấy đồng ruộng hai bên này đều khô cằn cả. Vương Ngũ Lang còn chưa trả lời, chỉ nghe soạt một tiếng, rèm xe sốc lên, Trần Dung ló đầu ra. Chúng đệ tử Vương Thị đều quay đầu nhìn về phía nàng, tuy rằng mới chỉ sinh hoạt chung vài ngày, nhưng bọn họ đều phát hiện, tuy Trần Dung còn nhỏ tuổi, nhưng khi có việc phát sinh đều thập phần chấn định, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng bối rối như thế. Trần Dung không chú ý tới ánh mắt tò mò của bọn họ, chỉ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đồng ruộng hai bên đường. Qua một hồi lâu, nàng nói với Thượng Tẩu, Thượng Tẩu, dẫn ta tới gặp Vương Công. Vâng. Xe ngựa đi nhanh hơn. Dưới ánh mắt của chúng thiếu niên, chỉ chốc lát xe ngựa của Trần Dung đã tới gần xe ngựa của Vương Trác. Ngay trong xe ngựa, Trần Dung hướng tới Vương Trác cuối người, nói, Vương Công, ngài xem đồng dụng này đều khô cằn hay là nơi đây có xuất hiện hạn hán tiếng nói của nàng vừa mới thốt ra phía sau liền truyền đến hai ba tiếng bật cười khe khẽ một giọng nói nho nhỏ truyền đến lần trước phụ thân khách khí với nàng ta nàng ta liền nghĩ rằng bản thân thật sự là một người đặc biệt tiếng nói kia là của vương thị thất nữ hàm duẫn đã cười chào phúng nàng từ sau chuyện đó trần dung nhìn thấy vương trác đều cung kính cũng chưa từng đề nghị gì với hắn vương trác nhíu mày hắn ngẩng đầu nhìn ngắm đồng ruộng hai bên đường trong đồng ruộng không có nước nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ trên đường đi trong nhiều đồng ruộng không gặt hái vào mùa thu đều là không có nước nghĩ đến đây vương trác gật gật đầu nói với trần dung đa tà a à dung nhắc nhở vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn trần dung thấy thế cười nhẹ hướng tới vương trác thi lễ, rồi thối lui về phía sau. Lúc xe ngựa của nàng vừa mới rời khỏi xe ngựa của vương trác vương tê hát thất nữ hàm duẫn liền đi qua, nàng ta cười dài nhìn chằm chằm Trần Dung, kêu lên, Trần Thị A Dung không phải là ngươi lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì chứ. Trần Dung cười cười, nàng không cần quay đầu, cũng biết vương trác còn đang chú ý động tĩnh bên này, lập tức cất cao giọng, nghiêm túc nói, nếu thất ni cô không tin, vì sao không sai người đến hỏi thôn dân ở phụ cận. Hoặc cũng có thể hỏi lưu dân đi ở phía trước, sẽ biết rõ lời của ta có thật hay không. Vương Hàm dẫn hừ một tiếng, liếc mắt xem thường, nói, ta mới lười đến hỏi đám dân đen này. Nàng ta chuyển mắt, nhìn thấy xe ngựa Trần Dung chạy về phía sau, lại nói, này, không phải là ngươi muốn đi hỏi đó chứ. Hi hì, hì, ta nói A Dung nha, ngươi chỉ là một nữ tử, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận thanh danh bác học về sau làm quan xuất sĩ sao? nàng ta nói tới đây, khanh khách nở nụ cười. Trần Dung không để ý đến nàng ta, nàng chỉ vội vàng dục xe ngựa đi tới giữa đội ngũ. sau khi đến chỗ người của Trần Thị, Trần Dung nghiêm túc nói: từ giờ trở đi, nếu các ngươi nhìn thấy nguồn nước, cần phải nhớ rõ dừng lại đến khi đổ đầy hết nước vào tất cả thùng, chậu thì mới có thể lên đường. Mặt khác, tất cả mọi người không được rửa mặt, trừ phi cực khát, không thể dùng hết nước trong hành lý. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, bọn họ mới đáp, vâng. Trần Dung trở lại trong xe ngựa, nàng nhìn chằm chằm bầu không phía trước có vẻ mông lung, ló đầu ra, lại dặn dò, bình ẩu, Người sai người đem vải vóc nhúng nước ướt sũng rồi đặt lên xe ngựa cho ta. Lần này, mọi người càng giật mình. Bọn họ lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới nặng nề đáp ứng Trần Dung. Nhìn dèm xe kéo xuống, Bình ẩu quay sang phía Thượng Tẩu, thấp giọng nói, nữ lang làm sao vậy? Khiến mọi người kinh ngạc như thế. Thượng Tẩu lắc lắc đầu. Lão lại nhìn mọi người đang vây quanh, nhẹ giọng trả lời. Lần này cử chỉ của nữ lang thật quái dị, các ngươi bí mật nghe theo là được rồi, nhớ rõ đừng nói ra ngoài. Đúng đúng. Nên như thế. Chương 10, nạn hạn hán 2. Chúng phó dịch đồng lòng hợp lực, cũng chỉ mang theo 3 thùng gỗ lớn và mấy chậu nhỏ. Trong 3 thùng gỗ lớn, một cái là để Trần Dung tắm rửa, hai cái khác thì để nhóm người hầu nam nữ chia nhau tắm rửa. Sau khi hành tẩu hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện một hồ nước. Chúng phó Trần Thị mang ba thùng gỗ lớn đổ đầy nước, lại đổ thêm vào mấy chậu gỗ nhỏ thường dùng để rửa mặt, rồi nhúng vải vóc ướt nhẹp. Vương Trác cao mày, nhìn người Trần ra việc đến việc đi đổ đầy nước, ngẫm nghĩ, quát mọi người xung quanh. Các người cũng đi đổ mấy thùng nước. Mọi người cả kinh, một đệ tử Vương Thị kêu lên, bá phụ, cần gì tin lời nói linh tinh không đâu vào đâu của một phụ nhân. Vương Trác đột nhiên quát. Xe ngựa cũng bỏ không đó, nói nhiều như thế làm gì? Đổ đầy nước đi. 20 ngày qua, cho dù là Vương thị hay là Trần thị, bọn họ dùng lương thực không ít, bởi vậy cũng thừa ra một ít xe ngựa, vừa vặn dùng để đựng số thùng nước này. Vương Trác vừa quát như thế, mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa, đành phải đi theo Trần thị đổ đầy nước. Có điều bọn họ thầm nghĩ qua loa cho xong. Tổng cộng chỉ đổ được 20 thùng gỗ. Đoàn xe tiếp tục chạy đi, kế tiếp trong hơn 10 dặm đường lại xuất hiện ba hồ nước lớn, nhìn hồ nước trong suốt nhộn nhạo gợn sóng, mọi người Vương thị liên tiếp lắc đầu. Vương Trác lại cau mày, ảo não thầm nghĩ, chỉ là một cô nương làm bộ như bác học, ta còn cố ý nghe theo, coi là thật. Ai, lại trở thành trò cười của người khác. Vào lúc ban đêm, đoàn xe đỗ lại bên nguồn nước trong ánh mắt cười nhạo của chúng đệ tử vương thị trần dung bình tĩnh phân phó mọi người đem thùng gỗ do xe ngựa sóc này bị đổ ra hơn phân nửa lại đổ đầy thêm bảo đám người bình ẩu trông coi rồi chọn chỗ nguồn nước sạch sẽ tắm rửa một lát bản thân nàng tắm rửa xong còn mạnh mẽ yêu cầu chúng người hầu cũng đi tắm rửa sạch sẽ may mắn hiện tại đi theo bên người nàng đều là trung phó của trần thị tuy bọn họ cảm thấy nhà nữ lang nhà mình làm việc kỳ lạ nhưng vẫn im lặng chấp hành mệnh lệnh của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dung ra lệnh mọi người đem vải vóc nhúng nước một lần nữa, mới bắt đầu rửa mặt lên đường. Một ngày này, Thái Dương dâng lên từ phía đông đỏ tươi trói mắt. Bình ẩu nhìn lên bầu trời, nói vọng vào trong xe ngựa, tiểu thư, là một ngày nắng to. Trong xe ngựa, truyền đến tiếng trả lời của Trần Dung. Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua, Trần Dung không muốn đón nhận ánh mắt của người vương gia, vì thế lại trở về chỗ cũ. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước. Đến lúc này, đệ tử Vương thị không còn tâm tình nhàn rỗi vui đùa. Dưới sự thúc giục của bọn họ, đoàn xe đi rất nhanh, chỉ một buổi sáng đã chạy được 340 dặm. Nhưng khi đến giữa trưa, thời tiết càng ngày càng nóng bức. Mặt trời trắng bóng chiếu rọi xuống trời đất khiến gương mặt mọi người đều trở nên nóng bỏng. Xe ngựa khởi động, cát bụi bốc thẳng lên tận trời, thật lâu không tiêu tan, xem tình hình này, tựa hồ nơi này đã lâu chưa từng có mưa. Lúc này, phía trước đột nhiên chậm lại. Bình ẩu ló đầu ra, đã thấy phía trước cát bụi tận trời, chính là mấy tráng hán mặc đồ phó dịch của Vương thị dục ngựa trở về. Quái, trên đường đi rất thái bình, sao Vương thị phải phái người đi dò đường? tráng hán này vọt tới trước mặt tộc trưởng Vương Thị, cũng không biết bọn họ nói những gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng liên thanh thầm oán của chúng đệ tử Vương Thị không dứt bên tai. Bình ẩu tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thượng tẩu ở một bên thấp giọng nói. Những người đó nói, 30 dặm phía trước đều không có nguồn nước, dọc theo đường đi các chấn tỉnh đều đã khô cạn. Thôn dân nói, nơi đây đã một tháng chưa có mưa, nguồn nước bọn họ sử dụng là dòng suối ở sườn núi phía đông. Pơ mà chỗ đó cách nơi đây chừng 20 dặm theo đường Sơn Đạo, đi vòng đến đó cũng phải mất ít nhất một ngày đường. Thượng Tẩu nói tới đây, thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Dung trong xe ngựa, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Bình ẩu cũng vậy, bà ngơ ngác nhìn vào rèm xe, lúng ta lúng túng nói, nữ lang, giống như sớm biết được. Lúc này, đoàn xe đã ngừng lại. Bình ẩu chú ý tới, nhóm phó dịch vương ra từ trong xe ngựa lấy xuống vài thùng gỗ, bắt đầu cho ngựa ăn uống. Thùng gỗ đựng nước trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đột nhiên, một cô nương kêu lên, bá phụ, vì sao cho đám súc sinh này uống nước? Trời nóng bức như vậy, con còn muốn tắm rửa một cái mà. Một thiếu niên vương thị khác cũng kêu lên. Phụ thân, để chúng con tắm rửa trước, số nước còn lại thì cho đám súc sinh uống đi trong đoàn xe yên tĩnh, chỉ chốc lát, mệnh lệnh của vương trác truyền đến. Chớ có ẩm ý. U trước khi tìm được nguồn nước, một thùng nước nào cũng không được lãng phí. Thúc phụ, chúng ta chỉ tắm rửa qua, chỉ cần không khiến nước bắn tung tóe ra ngoài là có thể mà. Đúng vậy, đúng vậy, nước sạch sẽ như thế cho đám súc sinh uống vào bụng, thật đúng là lãng phí. Vương Trác trầm mặc sau một lúc, mệnh lệnh lại truyền đến cho ngựa uống chỉ là chút nước ít ỏi, các con nhiều người như vậy, số nước này ai có thể tắm rửa nổi. Không được náo loạn, ai cũng không thể dùng nước trong thùng để tắm rửa. Hắn nói tới đây, lại ôn hòa an ủi. Ngựa uống nước xong, chúng ta cố gắng tăng tốc, cần phải mau chóng tìm được nguồn nước sung túc, đến lúc đó mặc kệ các con tắm rửa hay là chơi đùa cũng được. Lần này, nhóm đệ tử Vương Thị rốt cục không hề ồn ào nữa nhưng mơ hồ vẫn có tiếng nói thầm cùng oán thán vang lên bình ẩu vừa mới thu hồi lực chú ý giọng nói của trần dung từ trong xe ngựa truyền đến ẩu cho ngựa của chúng ta uống nước đi vâng sau khi cho ngựa uống nước xong đoàn xe lại lên đường lúc này đây mỗi người đều ngừng ầm ĩ bắt đầu toàn lực chạy đi cho dù là vương thị hay là trần thị đều đã chuẩn bị đủ cho chuyến di chuyển tới phía nam này có thể nói, đoàn xe này là toàn bộ xe ngựa tạo thành. Mỗi một chiếc xe ngựa, ngoại trừ bốn con ngựa để kéo ra, còn có hai con khác dự bị. Dưới tình huống như vậy, con đường 30 dặm, chỉ một canh giờ đã đi qua. Nhưng mà, trên bầu trời vẫn như cũ nóng rát như đốt lửa, đồng ruộng hai bên đường vẫn như cũ khô cạn dạn nứt. Dọc theo đường đi, mấy ngày đều chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn, gặp được giếng nước chẳng những một giọt cũng không có mà đám cỏ khô mọc dày bên dưới chỉ rõ nơi này đã khô hạn rất lâu lần này đám đệ tử vương thị cảm giác được không ổn trong đội ngũ tiếng oán giận của bọn họ biến thành bất an hỏi han cùng mắng mỏ đoàn xe tiếp tục đi về phía trước lại một canh giờ nữa trôi qua thái dương bắt đầu chìm vào phía tây gió thổi tới cũng đỡ nóng bức hơn nhưng mọi người trong đoàn xe đều rơi vào cảm giác bất an mãnh liệt càng đi về phía nam bọn họ hoảng sợ phát hiện đồng ruộng hai bên đường khe rãnh nứt nẻ khô cạn vô cùng lúc này mỗi người trong đoàn xe đều cảm thấy cổ họng của mình tựa hồ bị như bị lửa thiêu rất khát nước mà đoàn ngựa đi vội lúc này cũng đã mềm nhũn vô lực mà phía trước vẫn là con đường mênh mông rõ ràng chính là đầu thu nhưng hiện ra trước mặt mọi người, chính là cảnh vật hoang vu khô héo. Lúc này toàn bộ đội ngũ đều bộc lộ sự bối rối cùng bất an, chỉ có ngựa của Trần gia được uống nước đầy đủ vẫn rất khỏe mạnh tỉnh táo. Trong ánh mắt bất an của chúng đệ tử, Vương Trác ra mệnh lệnh. "Vương Hữu, các ngươi cho ngựa ăn uống no nê, tiến lên dò đường, thấy được nguồn nước thì mau thông báo." "Vâng." Dừng một chút, Giọng nói mỏi mệt của Vương Trác lại vang lên. Đi gọi Trần thị A Dung đến đây. Vâng. Tiếng trả lời vừa tốt ra, một đệ tử Vương thị vội vàng ngăn cản. Phụ thân, không thể, vạn vạn lần không thể. Hắn hạ giọng, trong ánh mắt bất an hỏi han của Vương Trác nói. Phụ thân, người thân là tộc trưởng Vương thị, lại chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi mà liên tục hỏi ý một thứ nữ chi tộc Trần thị hai lần. Vậy Chẳng phải là tổn hại thanh danh của người, mà nâng cao thanh danh của Trần thị A Dung hay sao? Mời bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trên kênh Holic Audio.